Rồi hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến. Hello các bạn. <laughs> chào mọi người nha Vào đây em ơi, vào đi, vào đi, vào đi. Nào tất cả các bạn vào rồi chúng ta comment xuống dưới để chào thầy Thuận một câu nào. Rồi sau đó thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu các bạn nhá. Chào bạn uh, Huỳnh Văn Lập, chào bạn Tiến Dũng, chào bạn Nguyễn Thị Thu Phương, chào Dũng Lê, chào bạn Lưu Tiến Đạt nhá. Đề hay quá thầy ơi. <laughs> Cảm ơn các em rất là nhiều. Chào bạn bé Dương nhá. Hello mọi người. Đề của chúng ta hôm nay các bạn uh, cho thầy một chút về cái cảm nhận nha Đề hôm nay có hay hay không à, Chúng ta có làm được bài không các bạn Đề gọi là quá ư là chất lượng luôn đúng không <laughs> Chào bạn uh, Đức Cương nhá chào bạn Bùi Thị Ngọc Thảo 10 mũ 2 cộng 5 phần 3 <laughs> Chưa gì đã comment 10 mũ 2 rồi Thầy chào em đi ạ, à. chào bạn Hằng PA, chào bạn Phạm Công Thắng, đề khoai quá thầy à, chào bạn Trung Hiếu nhá Chào bạn Huy Long HTT 5377 Chào Trần Đăng Chào Long Phú Chào Nguyễn Thanh Loan Chào bạn Trần Thị Ngọc Ánh Đề này mà 9 cộng thì đỉnh thầy nhỉ Ok em <laughs> Thực ra thì thầy ra đề thì mang tính chất là dự đoán đúng không ạ Bởi vì dù, dù sao đi chăng nữa Chúng ta sẽ có hai cái căn cứ Thứ nhất là chúng ta bám sát cái đề minh họa Đúng không ạ Cái thứ hai là chúng ta bám vào cái xu hướng năm nay Đúng không ạ Tức là năm nay thì chúng ta đều có một cái dự đoán Đó là đề thi sẽ khó hơn rất rất nhiều so với các năm về trước đúng không và rất nhiều bạn ngày hôm nay thi đánh giá năng lực rồi thì chúng ta biết là đề đánh giá năng lực của các đại học quốc gia hà nội và thành phố hồ chí minh đều là những đề nó rất khó đúng không ạ và nhiều bạn thi đánh giá năng lực xong bây giờ lại quay xe đúng không đó lại trở về cái ôn thi tốt nghiệp trung học thông đúng chưa đó nên là chúng ta phải cần phải chú ý nhá năm nay thì đương nhiên là sự cạnh tranh rất rất nhiều và thầy khẳng định chắc nịch như các bạn là năm nay đề rất là khó đúng không và khi mà thầy ra đề thi thử cho các bạn thì thầy cũng sẽ đi theo xu thế như vậy thứ nhất là để các bạn rèn luyện tâm lý thứ hai là chúng ta nắm bắt được những câu nâng cao những câu vận dụng vận dụng vận dụng cao để có thể giúp các bạn phân hóa được học sinh đúng không đấy đó nói chung là có rất là nhiều cái mục tiêu mà các bạn muốn đạt được trong đề ngày hôm nay nhé được chưa? Ok, rồi tất cả mọi người vào rồi chúng ta comment xuống dưới một cái nào Để trao thêm một câu để chúng ta sẽ khởi động nhanh các bạn nhé Đề này thì nhiều bạn đã bảo khó Nhưng thấy tính chắc là nhiều bạn cũng bảo rất rất dễ Đúng không? Bạn nào mà cho rằng đề này khó chúng ta vui lòng các bạn comment số 1 xuống dưới như thầy nào Đó. Bạn nào cho là đề dễ nhé các bạn comment số 1 xuống dưới Để chưa? Bạn nào bảo là đề khó thì chúng ta comment số 2 À, một hai nhá một hai một là các bạn comment đề dễ hai là các bạn xem đề khó chúng ta comment số dưới để chúng ta cùng khảo sát đối thủ một tí xem nào một hay hai một là đề dễ nhá hai là đề khó comment xuống dưới nào để xem đối thủ nhá xem là như thế nào nào đúng không đấy tôi biết ngay về. kiểu gì nhiều bạn một mà một là nhiều bạn Kiểu đề nó dễ quá đúng không đề vừa thì comment số mấy về thầy đề mà vừa vừa thì các bạn thả tim một cái nha yeah. <laughs> à, 1,5 à 1,5 à 1,5 làm gì có 1,5 chỉ có 1 hoặc 2 thôi không có 1,5 nha yeah. đó đề này thì thầy đã sắp xếp theo trình tự cho các bạn rồi và đương nhiên là mình cũng sẽ có một số gọi là mang tính chất là phỏng đoán đúng không cái đề thi thật năm nay là nó sẽ có những dạng như thế nào được chưa không phải <laughs> bảo comment số 1 với comment số 2 ông comment không phải với 1.5 là như thế nào là dễ vừa vừa với cả là vừa sức với giáo viên đúng không? <laughs> ok, rồi. <laughs> Trước khi mà chúng ta bắt đầu thì uh, thầy có đôi lời muốn nói với các bạn rằng là những bạn nào mà chúng ta tham gia thi ngày hôm nay đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có quyền lợi là chúng ta sẽ được nhận toàn bộ đáp án chi tiết của thầy. Thầy sẽ gửi tặng toàn bộ luôn cả file đề và file đáp án, đúng không ạ? Cách nhận rất đơn giản thôi. Các bạn hãy chia sẻ livestream này về uh, Facebook cá nhân của các bạn, đúng không ạ? Ở chế độ công khai. Sau livestream thầy sẽ đính kèm ở trên caption cho mọi người luôn nhé à, đề này thì đương nhiên là quá ư là chất lượng luôn nhá em chào thầy thuận ạ à. ok chào bạn Xâm mạnh chiến <laughs> nghe tên đúng là quá là ư là chất lượng luôn nhỉ sâm mạnh chiến <laughs> được rồi mọi người chia sẻ và thả tim thêm một cái nào đang có gần một nghìn bạn rồi nhá hôm nay quá là phấn khởi luôn thì thầy sẽ chữa chi tiết tất cả năm mươi câu cho các bạn uhm, một cách trầm trồ luôn xuyên fan hôm nay có tặng sách không ạ à? Mọi người có muốn nhận sách không? Đó. Các bạn có muốn nhận sách nữa Bạn nào muốn nhận sách các bạn comment số 1 xuống dưới thầy xem nào Đông bạn xem như thế này mà không nhận sách thì nó hơi phí nhỉ Nhưng mà đều ngày hôm nay thì khá là khó nên chúng ta sẽ bắt đầu chữa nhanh thôi nhé <laughs> Rồi đúng rồi đấy chính xác những bạn học sinh trong khóa live vip thì chúng ta đang điểm danh đây HTT đúng không ạ Tất cả các bạn mà comment HTT như thế này thì đều là những bạn mà học sinh ở trong khóa live vip của thầy Đúng không nên thầy chúc cho toàn thể tất cả các bạn chúng ta sẽ còn lại tầm khoảng uh, mấy tháng nữa thi rồi đúng không đó, chúc cho các em chúng ta sẽ gặp thật nhiều may mắn ôn thi thật tốt để chúng ta đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi trung học thông quốc gia sắp tới nha <laughs> rồi ok lướt nhanh 30 câu đi thầy ơi thực ra thì ai cũng muốn nhanh thôi nhưng mà hà nội không vội đâu các bạn những bạn nào mà cứ vội vàng hấp tấp đó chính là cái tính mà chúng ta cần phải rèn luyện lại ngay bởi vì đa số những bạn vội vàng như thế thì thầy tin chắc là các bạn sẽ có tỷ lệ sai ngu nhiều hơn rất nhiều đúng không ạ? So với các bạn khác nhá. chung là làm đề không phải vội được, thầy sẽ chữa full tất cả 50 câu cho mọi người luôn nhá. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu các bạn nhé Bây giờ thì thầy nghĩ rằng là chúng ta chữa luôn không chờ đợi bất kỳ ai cả bởi vì đề nó khó, vừa khó lại vừa dài, thời gian là có hạn nhá. À, hôm nay thầy tặng gì không thầy à? Bạn Trần Thành Trung hỏi đúng không? Đã đang phân vân lắm. Các bạn cứ muốn tặng thì thầy mới tặng thôi chứ bây giờ mà các bạn không muốn mà thầy cứ ép tặng thì nó cũng không hay nhá. Đó, nay 1k rồi thầy ạ. 1k bình thường mà lúc nào thầy chữa đề trả 1k rưỡi về 1k. Mục tiêu phải là 2k chứ còn 1k thì quá bình thường em ạ. Nha trước thi thị, trước thi thử em làm vội sai quá thầy ạ. Ừ đúng rồi đấy, nên là phải cẩn thận em nhé. Không vội đâu. Đó, Hà Nội không vội được, đúng rồi đồng chí nào mà vội vàng hấp tấp đó là những đồng chí hay cực kỳ hay say ngu luôn Được chưa thầy tặng em cầm tạm mọi người có muốn thầy tặng say không các em <laughs> cũng muốn tặng lắm nhưng mà các bạn phải là, là thích cơ đúng không à, hôm nay có 1287 bạn tham gia thi Ok, hay quá các bạn Có 3 bạn được 10 điểm nhá Rồi, chúc mừng em Những bạn mà được 10 điểm bài này thì các bạn quá xuất sắc luôn Trong đó có bạn Sơn La này, Nghệ An này, Phú Yên, Thái Bình này Bắc Giang này Ui rồi toàn đất học các bạn ạ Bảng điểm thì tí nữa thì các chị trợ lý sẽ đăng lên fanpage cho các bạn Thầy đang xem bảng điểm đây Đó Được chưa Thầy đừng tặng em thích lắm ạ <laughs> Em thích lắm đúng không Thích thì nhích thôi ghi mà căng nhờ Ok hôm nay bạn đông bạn tham gia quá các bạn 1287 bạn mà có 3 bạn điểm 10 Rất nhiều bạn 9,8 Ui rồi trên 9 điểm nhiều lắm Đấy, các ông cứ kêu khó cho lắm đi đối thủ của mình thì nó rất là là giỏi đúng không các ông cứ kêu khó thế này mà còn được 10 điểm còn nhiều hơn cả đề trước đó. đề trước nó chỉ có một điểm 10 thôi thế thế đề của thầy thuận ra ra thi thử nhá đúng không có hơn một nghìn bạn tham gia mà đề lần trước nó chỉ có một bạn được 10 điểm đề lần này có tận ba bạn được 10 điểm Đấy, các ông cứ kêu khó cho làm vào đi <laughs> Đấy chưa rồi chúng ta bắt đầu các bạn nhé vào việc luôn không cần nói nhiều nữa đúng không vẫn kêu đề khó được bạn Văn Đạt <laughs> Thôi bây giờ chúng ta sẽ theo dõi thầy chữa này Thầy sẽ chữa full hết tất cả 5 câu cho các bạn Và đương nhiên là mình tập trung mình nghe thầy chữa bài thôi đúng không ạ Bạn nào có đáp án thì mình cùng comment xuống dưới nhá Nhưng mà chớ, nhớ chuẩn bị máy tính Casio nữa Bởi vì đề này lần này có thể bấm được nhiều nhiều phết đấy Bấm được máy tính nhiều Đề tầm này mấy điểm là ok thầy Nói chung là tầm này mà các bạn dưới 8 điểm Đối với tất cả các đề thi thử là chúng ta thất bại Đúng không? Thất bại đây không có nghĩa là thất bại về cái đề thi đại học mà chúng ta thất bại đó là gì à chúng ta đang thấp hơn rất nhiều so với đối thủ nha chúng ta so sánh là so sánh với đối thủ cơ bởi vì người ta nói rằng là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà đúng không mình phải biết bản thân mình biết đối thủ ra đó được chưa mình đang đứng ở đâu nha <laughs> à, làm đề này xong em bị sang trấn tâm lý ạ à? thực ra thì thầy đang muốn cho các bạn là ổn định tâm lý trước khi mà chúng ta tham gia thi ấy. mai đề thi hôm sau mà chúng ta bị gọi là đề khó quá thì chúng ta đỡ bị sốc nha Đấy chưa? Đó, rồi ok, bắt đầu các bạn nhá. À, ok, rất nhiều bạn đã chuẩn bị rồi thì thầy trò chúng ta sẽ không còn lý do gì nữa. Get go, bắt đầu. Câu số 1. Đề này chiến quá thầy ạ. À? Ok em, à? thầy sẽ chữa full tất cả mươi câu cho các bạn trầm trồ luôn nhá. Rất là mong mọi người hãy ủng hộ thầy bằng một tim và một nút chia sẻ để tí nữa thầy sẽ có cơ hội tặng sách cho các bạn nhá. Ừm. Ơ quan cứ từ từ. Từ 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 để thầy đang đọc một comment của bạn là, Thầy ơi em đăng ký lâu rồi mà giờ mới học đáp án của sách Liberty chỗ nào vậy thầy Đáp án sách Liberty thì đã có trong nhóm mà trong khoa học mà em Nhá Câu số 1 Nghiệm của phương trình Loga cơ số 10 của bác trừ 5 bằng 2 là đó, Giải phương trình Loga đúng không Nhưng mà các bạn nhớ không biết cơ số thì người ta ngầm hiểu đó là cơ số 10 Đọc là lốc đúng, đúng không Thì mình tương đương luôn Thì 3x 5 của thầy sẽ bằng 10 mũ 2 mà 10 mũ 2 thì các bạn nhớ bằng 100 nhé thì tương đương với 3x sẽ bằng 100 linh 105 và x của chúng ta là mấy các bạn bằng mấy bằng 35 đúng không đã đáp án là C thôi trong bài này thì nếu như các bạn thích các bạn được điều kiện nhưng thầy nghĩ là không cần đâu bởi vì ba đáp án này bốn đáp án này nó đều có thỏa mãn điều kiện hết đúng chưa Vậy một là C nhá đó bạn nào có đáp án mình cùng comment xuống dưới cho thầy nhá thứ nhất là cho nó xôn xả thứ hai là chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án của mình là đúng hay sai luôn Tiếp theo câu số 2. Câu số 2. Trong OZ đây, cho hai vector U và vectơ V đều tường minh, tức là đều độ nó đều có tọa độ sẵn rồi. Khi đó, tích U nhân V bằng bao nhiêu? Thì cái này người người ta gọi là tích gì các bạn nhỉ? Tích vô hướng. Đúng không? Trong không gian thì chúng ta có hai loại tích cơ bản là tích vô hướng và tích có hướng. Nhưng nếu như mà nó chỉ lấy hai thằng này nhân vào với nhau thì người ta đều gọi là là tích vô hướng. Đúng chưa? Thì u nhân v mà vô hướng với nhau thì các bạn lấy hoành nhân hoành, tung nhân tung và cao nhân cao. Được kết quả chúng ta cộng cả ba cái lại với nhau. Đúng không? Các bạn nhẩm nhá, 1 nhân 0 là 0 này. Trừ -2 nhân 1 là trừ -2 này. 3 nhân -1 là trừ -3, tóm lại là bằng trừ -5. Vậy đáp án đúng là C. Được chưa? Tiếp tục câu số 3. Cho Z đây, cho đường thẳng D, hỏi đường thẳng D này có một vector chỉ phương là gì? Thì rõ ràng phương trình này người ta gọi là phương trình chính tắc các bạn này đúng không? Đúng không? Thì hiển nhiên là nó có vô số vectơ chỉ phương, nhưng một trong các vectơ chỉ phương của nó là cái gì? Nó chính là các hệ số nằm dưới mẫu, đúng không? 2 này, trừ 3 này, 3 này. Đấy, đơn giản không? Thì đó là bản B còn gì nữa? Nhưng nhớ rằng đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương nhé, nhưng thằng này nó chỉ là một trong các vectơ chỉ phương của nó thôi. Đó, đúng không? Đó, và chúng ta viết ra thì mình nhìn thấy là thằng này đúng y xì luôn. Các bạn chọn luôn, perfect. Được chưa? À, câu số 4 và câu số 5. Đây, 4, 5, 6. Thầy để các bạn ba câu để chúng ta nhìn nó dễ nhé. Câu 4. Cho Z1 và Z2. Tìm Z1 trừ Z2 bằng bao nhiêu? Số phức. Các bạn nhớ này. Z1 trừ Z2 thì các bạn lấy thực trừ thực ảo trừ ảo đúng không? 4 trừ 7 thì còn trừ 3 này. Trừ 3 i trừ 3 i nữa. Chúng ta có trừ 6 i này. Vậy đáp án là B còn gì nữa? Đúng không? Làm sao mà cãi được? Câu 5. Khối chóp có diện tích đáy là B bằng 12, có chiều cao H bằng 6. Tìm thể tích khối chóp đã cho. Thì các bạn nhớ V chóp. Công thức là gì? Còn nhớ không? Nhớ chóp nhá. Chóp thì làm sao? Có 1 phần 3 đúng không ạ? Diện tích đáy nhân chiều cao. Thì mình lắp vào chúng ta có này. 12 là diện tích đáy. Nhân chiều cao là nhân 16. Nếu bạn đã nhầm tốt chúng ta có 12 nhân 2 luôn. Thì bằng 24. Đó là A. A. Đó. Được chưa? Câu 6 và câu 7 Đáp án nào Câu 6 nào các bạn ơi Câu 6 câu 6 nào câu 6 Đáp án nào đây Anh em đẩy view cho thầy cái nào Ok cảm ơn bạn Vũ Thanh Vinh nhá Học sinh trong khóa VIP có khác nhỉ Đó, Nhìn nó phấn khởi hẳn luôn đúng không Đó, Cảm ơn em rất nhiều nhá Câu 6 Trong OZ đây Cho các bạn một phương trình mặt cầu Hỏi có bằng kính bằng bao nhiêu Thì có phải phương trình mặt cầu có dạng x chứ A thay cả bình không cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình thì bằng gì bằng r ER bình các bạn nhớ nhé r ER bình trước không phải r và mình so sánh cái thằng này thì các bạn sẽ suy ra cái thằng 16 này là chính là r ER bình chắc chắn r ER của chúng ta mới r ER bình bằng 16 thì r ER bằng 4 thôi còn gì nữa các bạn là b đúng không các bạn ấy? tích phân từ 0 đến 1 của fxdx thì bằng 2 0 đến 1 của gxdx bằng 5 thì khi đó tích phân này bằng gì thì bây giờ chúng ta muốn tìm giá trị tích phân này thì chúng ta chỉ làm đúng một cách duy nhất thôi, không bao giờ có cách thứ hai. Đó là gì? Tách. Đúng không? Mình sử dụng công thức là à, tích phân của một tổng hay một hiệu thì mình đã tách thành tổng và hiệu của các tích phân con. Đúng không? Rõ ràng là mình chỉ cần tách là tích phân từ 0 đến 1 này của fxdx này. Trừ cho thằng này là hai đúng không? Vứt sang ngoài này, tích phân từ 0 đến 1 của gxdx. Cái này có chưa? Cái này có chưa? Bằng 2 này. Cái này có chưa? GXDX thì bằng 5 Trừ 2 x 5 thầy có bằng trừ 10 2 trừ 10 thì trừ 8 đáp án là A Đó, xong chưa? 7A nhá, chốt rồi đấy Bạn nào sai tự giác đấy Tiếp theo, câu 8 Cho đồ thị hàm số phân thức bậc 1 trên 1 đây Hỏi phương trình đường tiệm cận ngang Các bạn nghe nhé Đường tiệm cận ngang của đồ thị này là Các bạn gì? Tiệm cận ngang đó là đường thẳng Y bằng Đúng không ạ? Đúng không? Y bằng gì? A chia C Nhưng A chia C là cái gì? Nó chính là lấy trừ 3 chia 1 Thì bằng trừ 3 Đúng không? Đáp án là D Các bạn đừng lấy 4 chia 1 nhé Bởi vì sao? A và C thì nó là hệ số Đứng trước x ở trên tử và dưới mẫu Thì nó là lấy trừ 3 này Chia 1 này thì bằng trừ 3 Đó, các bạn nhớ chưa? Vậy đáp án đúng phải là đáp án D Thầy thấy nhiều bạn chọn A là sai luôn các bạn nhé rất dễ bị toang luôn. Đúng không? Tiếp theo là câu 9. Mô đun của z bằng 3 4 y bằng. Mô đun số phức thì đương nhiên ký hiệu ra thằng này này. Làm sao? Thì bằng căn bậc 2 của thực bình cộng ảo bình. Rõ ràng rồi, sẽ bằng căn bậc 2 của 3 bình cộng với -4 tất cả bình. Đúng không ạ? Thì bằng mấy? Bằng 5, đáp án là B. D. Chuẩn chưa? 9D nhá không cãi đâu đúng không đó 10 11 và 12 nào đấy các bạn nhìn rõ được không đó, thầy zoom hết cỡ cho các bạn rồi nhá bạn nào mà làm xong câu trên thì chúng ta có thể nhìn xuống câu dưới giúp thầy luôn để chúng ta làm cho nó nhanh câu 10 tập xác định của cái hàm số này là gì hàm số này thì xin thưa với các bạn đó được gọi là hàm số lũy con nhà bà thừa đúng không ạ bởi vì nếu như ẩn nó nằm ở mũ thì người ta gọi là hàm số mũ nhưng ẩn của chúng ta nó nằm ở phần cơ số thì người ta gọi đó là hàm số lũy thừa chuẩn không và muốn tìm tập xác định một hàm số lý thừa thì nó có tận 3 loại và muốn biết nó thuộc loại nào thì mình nhìn vào đâu nhìn vào cái mũ của nó đúng không đây là bằng e các bạn nhớ e nó chính là số nepe nó sắp chỉ hai bảy đấy thì suy ra đây thuộc loại mấy loại 3 đúng không số mũ không đẹp đúng không vậy tập xác định thì các bạn cho cơ số phải dương tức là các bạn cho cho gì 2 x trừ một phải dương thôi còn nhớ loại ba không nếu số mũ của chúng ta số không nguyên hay gọi là số không đẹp ấy đúng không thì các bạn cho cơ số dương thì tương đương với x của chúng ta làm sao lớn hơn 1 phần hai lớn một phần hai thì đó là bàn a đó, nhưng mà nhiều bạn nhớ nhầm mà nỗi là bỏ cho bằng đây là sai luôn dương là nó lớn hẳn không nhớ chưa lại phải đáp án đúng đáp án a câu 11 một tìm đạo hàm của hàm số này đạo hàm hàm số này đúng không thì các bạn nhớ công thức là gì các em nhỉ A mũ tất cả phẩy đây còn gì nữa đó đạo hàm của hàm mũ đấy đừng bảo quên nhé đừng bảo quên không quên được đâu cơm không có thể quên ăn tắm cũng có thể quên tắm đúng. nhưng mà không thể quên được công thức này Đó là a mũ tất cả phẩy thì bằng gì a mũ nhân lna đúng không đọc là lena đó đây là hàm đơn còn thích nữa thì mình có tất cả công thức hàm hợp đó là gì a mũ tất cả phẩy bằng u phẩy này nhân a vẫn nhân lna thôi đó là cả đơn cả hợp nhắc lại cho các bạn nhớ luôn được chưa đó, cơm có thể ăn quên ăn đúng không ạ tắm có thể quên tắm nhưng công thức này không bao giờ quên được tóm lại là bài này y phẩy bằng cái gì a đúng không thì đạo hàm của nó bằng a mức nhân lena là bằng hai không hai hai mũ x nhân len của hai không hai hai là D đó nha, lúc nãy thầy thấy một số bạn là comment C đấy nhá. Nhiều bạn nhầm đấy, nhầm là nhầm sang nguyên hàm. Hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Hỏi đạo hàm thì tính đạo hàm. Đúng không? Đó và công thức này nó rất dễ bị nhầm. Nếu như bạn nào không chắc chắn chúng ta cực kỳ dễ nhầm luôn. Đúng không? Đấy, vậy tóm lại là 11D nhá. Bạn nào sai thì tự ra thôi. Không giải thích quá nhiều nữa. Được chưa? Tiếp theo câu 12 nào, 12 12 12 nào đáp án gì đây? 12. Đó 12 nào Nhầm thật thế ạ à? Ok đấy biết ngay Câu <laughs> 12 Cho chúng ta một hàm số Fx có đồ thị nhìn vẽ bên đây đúng không Đồ thị Fx đây Hỏi hàm số đã cho nghịch biến chứ khoảng nào sau đây Đọc nghịch biến hay đọc đồng biến thì người ta đều gọc cái gì các bạn Đọc xu thế của đồ thị Đúng không Và rõ ràng muốn nghịch biến thì đồ thị của chúng ta phải đi xuống Thì các bạn nhìn thế này Nó đi xuống đây và đi từ đây xuống đây đó và chúng ta muốn đọc đồng biến hay nghịch biến thì các bạn phải chiếu lên trục x nhé tức là x nó chạy từ âm vô cùng đến trừ hai này đúng không đó, âm vô cùng đến trừ hai và từ đây đến đây tương ứng x nó chạy từ không đến hai vậy đáp án đúng đáp án c còn gì nữa để chưa à, nghịch biến nhé chúng ta đã đọc theo xu thế đi xuống còn ngược lại nếu như đề bài hỏi đồng biến thì chúng ta lại đọc xu thế đi lên chuẩn chưa câu 13 ba 13, 14, 15 luôn Đấy cả ba câu nhá Chúng ta phải làm tốc độ lên các bạn ơi Cho chúng ta một khối nón Có bán kính là R bằng 2 Chiều cao H bằng 4 Tìm thể tích của khối nón đã cho Đừng bảo bài này không làm được nhá Các bạn nhắm mắt nhắm mũi lại cho thầy xem là có làm được không nào Quá đơn giản cho một cuộc tình luôn Đúng không đó, à, làm sao? Nhớ là khối nón nhá Hình nón thì hình có đỉnh Nên thể tích của nón nó cũng giống thể tích của chóp Tức là nó có 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao đó, thì diện tích đáy là bằng 1 phần 3 này Pi R bình này Nhân với H thôi Bị lắp tất cả vào là có ngay mà Pi này R2 đúng không? Bình lên thì còn 4 luôn Nhân H là các bạn có 4 luôn này Tóm lại là 4 x 4, 16 16 Pi trên 3 Đáp án là gì? A Đó, được chưa? Được chưa? Câu 14 14 Đáp án gì? 14 nào? Trên mặt phẳng tọa độ cho các bạn một điểm M có tọa độ là 2 và trừ 3. Hỏi điểm M này là điểm biểu diễn của số phức Z. Phần nào của Z bằng bao nhiêu? Thì có phải là cái điểm M này nó chính là điểm biểu diễn số phức Z thì suy ra Z của chúng ta nó sẽ có dạng đó là 2 trừ 3 i Đúng không? Phân thực chính là hoành độ. Phần nào là tốc độ đấy? Thế nhưng mà đề bài hỏi là phần nào của Z thì các bạn sẽ suy ra nó là bằng mấy? Bằng trừ 3. Hệ số đứng trước y. Đúng không? Đấy, 74 chốt là B nhá, không cãi đâu, bài này thì rõ ràng là không thể sai được. Tiếp theo 15. Cho chúng ta một hàm số Fx và có bảng mì thiên như sau. Hỏi hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào? À, thì như bạn nào mà chúng ta nhìn quen thì rõ ràng đây là đồ thị của hàm bậc 4 trung phương đúng không? Một đại và hai tiểu. Và để bài hỏi cực đại thì nó chính là điểm này. X bằng 0 y bằng 2. Chúng ta chọn đáp án gì? Đáp án A nhìn thấy không cực đại nhé x bằng không y hai hai này gọi là giá trị cực đại hay gọi là cực đại của hàm số đúng không 15 a nhé Đấy, nhìn thấy không nhìn nhanh vào các bạn nhé đừng để đối thủ nó vượt mặt các bạn các bạn ạ nhanh vào tiếp theo câu 16 trong OZ chúng ta có một đường thẳng d đây và đường thẳng d này thì rõ ràng là thầy đang cho các bạn dưới dạng chính tắc hỏi đường thẳng d này đi qua điểm nào dưới đây đi qua điểm nào nhá các bạn nhắm mắt lại thì cũng làm được bởi vì sao bởi vì các bạn nhớ là cái phương trình chính tắc của đường thẳng có dạng là gì? Có phải là x trừ không trên a không? Bằng y trừ y không trên b và bằng z trừ z không trên c. Đây là chính tắc rồi. Và cái điểm đi qua của nó đó chỉ x không y không z không. Còn hai b c này là hệ số nằm dưới mẫu thì người ta gọi đó là tọa độ vector chỉ phương. Đúng không? Thì trong bài này muốn tìm một điểm nó đi qua thì rất đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ giải các phương trình trên tử bằng không. Ví dụ x 1 bằng 0 thì x bằng 1 y cộng 2 bằng 0 thì y bằng 2 đúng không? Và z cộng 3 bằng 0 thì z bằng 3 Vậy các bạn có 1 2 3 thì đó là bản B luôn Đó cách chúng ta không bao giờ nhầm được Đó giải các phương trình trên tử bằng 0 Đúng chưa? Đó 16 xong nha 17 Cho mặt cầu có bàn kính R bằng 2 Thì diện tích mặt cầu đã cho Thực ra câu này để hỏi xem ta có nhớ công thức không thôi Đúng không? Mày 17 đáp án gì đây? Mặt câu nhá, mày đừng đường tròn đâu. Có ông này bắt đầu nhớ cả đường công thức đường tròn ấy. À, S bằng pi r bình đấy các bạn. Ảo lắm. Đó, mọi người phải đọc đề kỹ vào cho mặt câu mày cho đường tròn đâu ông ạ? À? <laughs> mặt câu thì diện tích của nó bằng gì? Bằng 4 pi r ER bình. Đúng, còn nếu thể tích thì bằng 4 phần 3 pi r mũ 3 đấy. Đúng không? Nhưng bài này thì hỏi diện tích thì mình lắp công thức này thôi. Vậy bằng 4 pi này. R bình tức là chúng ta có 2 bình lên thành bằng 4 luôn thì rõ ràng là bằng 16 pi. 16 pi thì đó là bằng C. Đó, à, hiểu chưa? 17C đúng rồi, tiếp tục 18. Nếu tích phân từ 2 đến 5 của f(x)dx thì bằng 3. Từ 2 đến 5 của g(x)dx thì bằng 5 thì thằng này bằng cái gì? Đấy, các bạn thấy quen không? Đây là gì? Đây là tích phân của một tổng, đúng không? Theo tính chất của tích phân thì chúng ta có quyền tách nó ra thành tổng ừ, các tích phân con. Đúng không ạ? Nên thầy tách ra luôn cho các bạn này. Rõ ràng là tách thành tích phân từ 2 đến 5 của FXDX. Cộng với từ 2 đến 5 của GXDX thôi. Chuẩn chưa? Cái này có chưa? 3. Cái này là bằng 5. Vậy rõ ràng là lấy 3 cộng 5 thì bằng bằng 8. Đó là bán B. Đó. Em nhìn nhầm thể tích rồi thầy ơi. Ui giời ơi. Khoai quá. Hỏi diện tích. Ông này lắp thể tích vào. Chết thật. <laughs> Cẩn thận nhá. Tiếp tục 19 Thực ra thì thầy cũng đồng cảm với em điều đấy Bởi vì thầy biết là không phải mỗi mình em sai đâu <laughs> Có nhiều bạn còn sai hơn như em Hoặc hơn em nữa cơ Nên chúng ta cũng đừng có buồn nha <laughs> Đấy chưa nào Tiếp tục câu 19 Cho khối trụ có diện tích đáy Trụ nhỉ Trụ 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 Có diện tích đáy rồi đúng không Có chiều cao Tìm thể tích lăng trụ đã cho ừ, Khối lăng trụ đã cho thực ra thì bỏ cái lăng trụ này đi thì nó cũng giống nhau bởi vì dù sao nó chăng nữa các bạn nhớ là khối trụ và khối lăng trụ nó giống nhau ở chỗ là thể tích thì nó chỉ cần lấy diện tích đáy nhân chiều cao không cãi được đâu đúng không bởi vì khối trụ và khối lăng trụ bản chất là nó gồm có hai đáy song song và bằng nhau thì thể tích của nó luôn luôn dùng công thức này nó không có một phần ba được chưa tóm lại là diện tích đáy các bạn có rồi đây 2 cm đúng không ạ thì các bạn lấy hai này nhân chiều cao nhân ba này thì tóm lại bằng 6 thôi đó thì đáp án là gì? Đáp án là B. Nhớ chưa? Còn hình nón và hình chóp nó giống nhau là thể tích nó sẽ có thêm 1 phần 3. Hình trụ và hình lăng trụ nó đều không có 1 phần 3. Đó, vậy tóm đi tóm lại nó vẫn là hai tóm đáp án B. Nhá. Tiếp theo 20. Đáp án gì đây? 20 nào. 20 nào các bạn ơi, 20 20 20. Nào, comment nào. Đáp án gì đây? Nhìn thấy chưa? Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số này? Thuộc đô thị hàm số này Thuộc nhé, tức là nó phải thay vào Mình thử thôi, đúng không? Đó, thử đi cho thầy xem đáp án nào nào 20 đáp án gì đây? 20 thì rõ ràng đó là đáp án, đáp án D đúng không ạ? Đó, mình thay x bằng 1 vào cho thầy Chúng ta có 2 x 1 bằng 2 Trừ đi 1 bằng 1 1 phần 3 còn gì nữa, perfect Đúng không? Thuộc có nghĩa là mình thay vào Thì nó đúng bằng vừa khít luôn Thì rõ ràng là mình phải thử rồi Đó, thử 4 đáp án này sẽ xem cái nào nó ra được vừa khít thì nó đáp án đúng đúng không ạ và đương nhiên là chúng ta thay đáp án d vào nó sẽ chuẩn 100 phần trăm luôn được chưa ừ, thầy hôm nay mới cắt tóc ạ à? ừ thầy mới cắt tóc hôm qua không phải hôm nay đâu em ạ nhá Đó. <laughs> tiếp theo là câu số 21 nào đáp án gì các em chỉnh lại cam thì nó đẹp trai các bạn ơi ui trời ơi ui trời ơi Đấy. Đấy, vừa mới cắt tóc xong có bạn khen thì phải chỉnh lại luôn nha Tập nghiệm của phương trình loga cơ số 2 phần 3 của x có lớn hơn 2 là Tập nghiệm nhá Cái này cũng khá là căng đấy 21 ôi trời ơi 21 này bạn Nguyễn Văn Nhật Thư đáp án B Sâm Mạnh Chiến đáp án D Nguyễn Hoài Thu đáp án A Đấy Đúng rồi, không hiểu là các bạn quên ăn hay quên tắm nữa mà lại là làm sai bài này được nhỉ Khi giải một bất phương trình loga đấy Thì điều tối kỵ nhất là các bạn đã quên mất điều kiện xác định đúng không? Thì làm sao? Bài này chúng ta phải nhớ suốt đời luôn suốt thầy đó là thằng này nó có loga thì điều kiện xác định đó là x nó phải dương trước. Đúng chưa? Cái thứ hai là các bạn để ý này. Hai phần 3 này nó chính là cơ số nó nằm trong khoảng từ 0 đến 1 nên giải bất phương trình chắc chắn phải đổi lại dấu. Chắc chắn phải đổi lại dấu. Đúng không? Bạn nào mà thông minh thì các bạn viết như thế này cho nó chắc này. Loga cơ số 2/3 của x nó lớn hơn 2 lớn hai nó chính là loga cơ số 2 phần 3 của 2 phần 3 tất cả bình. Đó, tức là thầy đã biến đổi số 2 này chính là loga cơ số 2 phần 3 của 2 phần 3 tất cả bình ấy, đúng không? Cùng cơ số chưa? Cùng cơ số rồi, nhưng nhớ rằng là như sau, x lớn không để nguyên. Thằng này là vì cơ số nằm, nằm trong khoảng từ 0 đến 1, nên khi giải tất cả phương trình, bất phương trình loga, đúng không ạ? Chúng ta phải đảo lại dấu dấu này dấu lớn hơn thì chúng ta đảo lại thành gì? x nó phải là gì? bé hơn. Đúng không ạ? Bé hơn gì? 2/3 x bình là bằng 4/9 đấy. Hiểu không? Tóm lại là chúng ta có x lớn 0 và bé hơn 4/9. Tương đương với x lớn 0 bé hơn 4/9. Thì đó là bàn gì? D. Đó, nhớ chưa? Nhớ chưa? nhiều bạn mà comment a và lúc này là b gì đấy thì các bạn nhớ xem xét lại nhá. Thực ra thì nó dễ thôi nhưng mà nó dễ sai đấy. <laughs> đúng không? Thực ra thì có nhiều bạn sai nên là chúng ta cũng đừng có buồn. Có nhiều đối thủ nó cùng đẳng cấp với mình mà, nhá. Mình mà sai thì cũng có nhiều bạn sai giống mình mà, nên các bạn cũng không phải buồn đâu nhé. Quan trọng nhất là mình rút kinh nghiệm thôi. <laughs> đúng không? đó nên chúng ta phải tự an ủi bản thân mình nhá. Loại khá khá đối thủ là sướng này nhỉ? <laughs> Tiếp theo là câu số 22. Trên khoảng từ không đến vô cùng thì họ nguyên hàm của thằng này bằng gì? Không đến vô cùng có x nó lớn không các bạn nhé. Họ nguyên hàm của nó là gì? Các bạn nhớ này, nguyên hàm của x mũ alpha dx thì công thức thì mặc định nó là bằng x mũ alpha cộng 1 trên alpha cộng 1 cộng c. Công thức này thì rõ ràng là công thức nó dễ nhất và cũng hay dùng nhất rồi đúng không? Không bảo bạn nào quên được. Đúng không? Thì mình bài này mình chỉ dùng công thức này thôi. Tóm lại là gì? Nguyên hàm của fx nó chính là nguyên hàm của x mũ trừ 5 phần 2 cộng với x mũ trừ 3 đóng hoặc lại dx thì chúng ta sẽ tìm nguyên hàm của từng cái một. Vậy x mũ trừ 5 phần 2 cộng thêm 1 nữa thì có đúng là bằng x mũ mấy? Trừ 3 phần 2. Đấy đừng bảo là ơi tại sao là bằng trừ 3 phần 2 nhé. Thầy ạ à, các em luôn đấy. Trừ 5 phần 2 mà cộng thêm 1 nữa đây. Thì bằng trừ 3 phần 2. Chia chính số mũ đấy là chia trừ 3 phần 2. Tương tự x mũ trừ 3 mà cộng thêm 1 x mũ trừ 2 chia trừ 2 cộng C Đấy Được chưa? Cứ làm nhẹ nhàng thôi Không phải vội đâu Có gì đâu phải vội Sau đó nhân đảo ngược lên thì làm sao Chia trừ 3 phần 2 nhân đảo ngược lên thì chúng ta có nhân trừ 2 phần 3 X mũ Trừ 3 phần 2 Đúng không ạ? Chỗ này cũng là trừ 1 phần 2 này Đúng không ạ? X mũ trừ 2 thì là bằng 1 trên x bình thôi Hoặc là các bạn để x mũ trừ 2 dương nguyên Cộng C Đấy đâu rồi lại đáp án gì? Đáp án gì đây? Ây, ơi, ơi đừng bảo là lấy máy tính bấm nữa các bạn ơi đáp án gì nhìn đây nhìn đây đáp án gì đây có nhiều bạn mà thấy thấy là comment đáp án b ở đáp án d là đã sai lòi ra các bạn ạ <laughs> đáp án chuẩn của chúng ta là gì các bạn nhỉ đây trừ hai phần ba này x mũ trừ ba phần hai đúng không trừ một phần hai x mũ trừ hai đây thằng này đây không thể sai được thực ra câu này không phải khó nhưng mà dành cho những bạn nào mà hay vội này đúng không rồi hay nóng vội abcz chắc chắn rất dễ bị toàn luôn cái này phải cẩn thận không không phải là khó đúng không ạ cẩn thận bởi vì trong đi thi trắc nghiệm thì đức tính cẩn thận là đức tính mà gọi là là quyết định đến cái điểm của chúng ta có tốt hay không đúng không đó sai ngu rồi đấy, đấy biết ngay mà đừng vội không vội đâu các ông ạ trời ơi tại mất một câu rồi các ông ạ bạn biết là bây giờ đề thi trung học thông gia nó hơn thua nhau chỉ không phải không một điểm không đúng không Trên nhau một câu trách nhiệm mà mất không phải hai điểm mà mất không phải hai điểm đó là mất nhau cả một cuộc đời rồi các bạn ạ nha Đấy, cẩn thận thôi không phải vội cứ bình tĩnh thôi thủ khoa thường nói rồi muốn đạt được điểm cao thì phải làm gì làm hai việc việc đầu tiên là không được sai câu dê đã việc thứ hai là chúng ta làm được câu khó Đúng không? việc đầu mà các bạn không làm được thì làm sao làm được việc hai nhớ chưa à, cứ cẩn thận được không ạ nha cứ cẩn thận thôi các bạn cứ đạt được tầm bốn câu là chắc cốt được 9 điểm rồi còn gì nữa đã được 9 điểm toán thì trường nào mà chả đỗ đúng không chỉ đơn giản một cách suy nghĩ nó nó tích cực như vậy thôi 45 câu là đã được 9 điểm rồi đúng không ạ còn 5 câu còn lại thì có thể là các bạn nhớ ông bà độ thì chúng ta có thể gian đun được tầm khoảng 3 câu nữa đấy là được chín về điểm rồi cuộc trạng chung rồi các bạn đúng không? nằm trong top 10 những người bạn xuất sắc và giỏi nhất cả nước Việt Nam mình rồi. đúng không đấy, tiếp tục câu 23 23 nào 23 <laughs> Cho hình lập phương ABCD chấm A phẩy B phẩy C phẩy, D phẩy đúng không Có hình vẽ bên đây Hình lập phương là hình có tất cả các mặt là hình vuông Có tất cả các cạnh bằng nhau Đúng không Góc tạo bởi giữa đường thẳng AB và A phẩy C phẩy là bao nhiêu AB đâu AB đây A phẩy C phẩy Thì hai đường thẳng này hai đường chéo nhau mà Đúng không Đó Góc tạo bởi giữa đường thẳng chéo nhau Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng phương pháp chuẩn trong không gian Có nghĩa là các bạn để ý này A phẩy C phẩy thì nó đang song song với AC Chuẩn chưa Nên góc tạo bởi giữa hai đường thẳng AB Và A phẩy C phẩy Thì nó sẽ trở về góc tạo bởi chính đường thẳng AB đấy Và AC Đúng không? Tức là chúng ta đã trượt cái đường thẳng A phẩy C phẩy này về gì các bạn? Về đường thẳng AC Để chúng ta sẽ quy ra góc Mà hai đường thẳng đang cần tìm đó là góc A này này Đúng không? Đó là góc BAC đây còn gì nữa Đúng không Và hiển nhiên bằng 45 độ. Hiểu không? Đáp án là A. À, người ta gọi là phước, trượt đấy các bạn nhé. Trượt xong song Tiếp theo câu 24 và câu 25. 24 đây. Đó, được chưa? 24 nào. Với k và n là hai số nguyên dương túy và thỏa mãn là k của chúng ta nó sẽ bé hơn được bằng n thì mệnh đề nào sau đây là đúng? Đúng không ạ? Nói về Ck và cả cái này nó chính là kiến thức lớp 11 của chúng ta. Vậy đáp án đúng là đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án đúng là gì? CK của N gọi là tổ hợp chập K của N phân tử thế đúng không? Thì bằng gì đây? Bằng gì? Bằng gì? Đáp án gì đây? 24 của chúng ta chắc chắn là bạn B rồi. Đúng không ạ? CK của N là tổ hợp chập K của N thì bằng N dây thừa. Trên K dây thừa nhân N trừ K dây thừa. Đúng không ạ? Còn nếu như bạn nào mà nhớ là AK của N người ta gọi là chỉnh hợp chập K của N. Một thăng là tổ hợp. Một thăng nó là chỉnh hợp. Đúng không ạ? Nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Thằng này là n dây thừa Tất cả trên n trừ k dây thừa Đúng, Tức là nó chỉ khác nhau mỗi cái là Có k dây thừa hay không thôi Nhớ chưa? Một cái là tổ hợp Cái thằng này là tổ hợp này Thằng này là chỉnh hợp này Đó thì các bạn nhớ cho thầy công thức luôn Bởi vì nếu như đề bài ra cho các bạn Những cái bài như thế này đều hỏi và test xem Liệu chúng ta có nhớ công thức không thôi nhé yeah. Được chưa? Nào câu 25 và câu 26 Câu 25 đó là trong OZ của chúng ta cho các bạn một đường thẳng D Đường thẳng D này thì hiển nhiên cũng là chính tắc rồi đúng không? Và một điểm A. Đó, mặt phẳng đi qua và vuông góc với D có phương trình là gì? Mặt phẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng D. Thì thầy gọi mặt phẳng cần tìm là mặt phẳng alpha đi. Đúng không? Thì alpha đi qua D, đi qua này và vuông góc D thì các bạn nhớ là cái vấn đề nằm chỗ là alpha này nó vuông góc với đường thẳng D thì cái gì nó xảy ra? đó là gì các bạn nhỉ một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì suy ra vector phát tuyến của mặt phẳng cần tìm thì nó chính là bằng vector chỉ phương của đường thẳng đây luôn đúng không đó là một trừ một và hai này đúng chưa hiểu không đó mà tóm lại là mặt phẳng chúng ta cần viết thì nó có được vector phát tuyến rồi và điểm nó đi qua rồi thì các bạn nhớ rằng là mặt phẳng của chúng ta sẽ có dạng đó là a nhân x trừ không cộng b nhân y trừ không đúng không cộng C nhân với Z trừ Z0 thì là bằng bằng 0 hay còn gì nữa. Đúng không? ABC là thằng nào? ABC được gọi là tọa độ vector pháp tuyến này. 1 trừ 1 và 2. X0, Y0, Z0 là một điểm nó đi qua. Đó là tọa độ điểm A. Đúng không? Khi các bạn lắp vào chúng ta có như thầy như sau. A là bằng 1. X trừ X0 là chúng ta có trừ 1. Cộng B chính là trừ 1. Nhân Y trừ Y0 là chúng ta có trừ đi trừ 2. Cộng 2. Đúng không ạ? Cộng C này chính là cộng với 2 nhá. Đó. Z trừ Z0 là trừ 3. Đấy, các bạn lắp cẩn thận không? Cực kỳ cẩn thận luôn nhé. Chúng ta có x y cộng 2z đúng không? X y cộng 2z. Thằng này trừ 1, trừ 2 nữa là mình có trừ 3. Trừ 3 mà chúng ta có trừ 6 nữa thì mình có trừ 9 luôn. Đó, đây là mặt phẳng chúng ta cần tìm đây. Đúng không? Mình soi đi đáp án nào đây? Đáp án là x y cộng 2z trừ 9 bằng 0. Perfect luôn. Yeah. Chúc mừng các em đáp án A đã chính xác. Tiếp theo là câu số 26, 27, 28. Nào 26 như sau. Một hộp của chúng ta chứa 15 quả cầu. Trong đó gồm 4 quả cầu màu xanh, 5 quả cầu màu đỏ và 6 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. 3 quả cầu thì hiển nhiên cái không gian mẫu của chúng ta là gì? Các bạn nhớ cái từ ngẫu nhiên này này. Đúng không ạ? Đó là gì? Chọn 3 quả trong tổng số 15 quả đấy còn gì nữa Thì nó chính là C3 của 15 Đúng không? Có tổng cộng 15 quả cầu đấy Các bạn đọc xong đề đi Tại 4 cộng 5 thì là bằng 9 này. 9 cộng 6 thì bằng 15 mà Đúng không? Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả Chọn bao nhiêu trong bao nhiêu đấy Thì nó là C3 của 15 đó. đó. Tìm xác suất để lấy 3 quả có màu giống nhau Màu giống nhau thì các bạn hiểu rằng là Nếu như chúng ta trình bày tự luận Thì các bạn phải viết rõ như này này Thứ nhất để gọi A lớn là cái biến cố đó để dành cho những bạn thi công an các bạn phải viết trình bày cẩn thận cho thầy đó là gì để làm sao ba quả cầu lấy ra được ba quả cầu đúng không ạ đều có màu giống nhau đó đúng không màu giống nhau đây có nghĩa là ba quả mà nó có cả ba màu thôi một màu xanh một màu đỏ và một màu vàng đúng không vậy suy ra A của chúng ta là số khả năng xảy ra ở biến cố a bản chất nó chính là chọn một quả cầu màu xanh trong bốn quả cầu màu xanh thì là C1 của 4. Chọn một quả cầu đỏ trong năm quả cầu đỏ thì C1 của 5. Và tương tự đó là C1 của 6. Đúng chưa? Bước số 1 đúng ta đã xử lý xong, bước số 2 là khi mà đề bài hỏi xác suất là xác suất của bên cô A này này chúng ta có n a chia omega. Thì mình lấy mặc định là ba thằng này nhân nhau này. Và chia cho không gian mẫu. Đúng không? Ba thằng này thì C1 của 4 thì bằng 4 này. C1 của 5 thì bằng 5, C1 của 6 bằng 6 và tất cả chia không gian mẫu là chia cho C3 của 15. Thì các bạn lấy máy tính bấm cho thầy xem bằng bao nhiêu. Bằng bao nhiêu? Bằng 34 phần bao nhiêu các bạn? 455 đúng không? Các bạn tự lấy máy tính bấm nhá. Đáp án gì? Đáp án D. Đó. Được chưa? Tiếp theo, câu 27 và 28. Nếu tích phân từ 1 đến 2 của f(x) bằng 3. Thì tích phân này bằng cái gì? Thì đây có phải tích phân của một tổng không? Đề năm nào cũng sẽ có ít nhất là một đến hai câu như thế này Đúng không? Đó, à, ba quả cầu giống nhau mà thầy ạ à? à, xin lỗi các bạn Quên, quên, quên Có màu giống nhau, xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn Màu giống nhau đây có nghĩa là nó có ba trường hợp Đúng không? À, rồi, 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 xin lỗi các bạn Tưởng là ba quả màu giống nhau, đúng rồi, xin lỗi các bạn nhé Sorry các bạn, sorry các bạn ba quả cầu có màu giống nhau tức là nó có ba trường hợp đúng không ạ trường hợp một là ba quả cầu đều gì các bạn? Đều xanh đúng rồi, đều xanh là ba quả cầu. Xin lỗi các bạn nhá, ba quả. Đều xanh đó. Đúng không ạ? Ba quả cầu đều xanh thì có nghĩa là chọn ba quả trong bốn quả này, C3 của mấy các bạn? C3 của 4. Đúng không? Tương hợp chữ trường thứ hai này. Ba quả cầu đều đều đỏ đúng không ạ? Đều đỏ. Thì đó chính là C3 của 5 và tương tự là chúng ta có ba quả cầu đều vàng. Thì là C3 của 6. Vậy xác suất ở đây các bạn lấy ba thằng này cộng lại với nhau này chia cho C3 của 15 thì là đúng hơn đúng không? đó đây các bạn sửa lại thầy một cái nhé thầy đang nhìn comment của các bạn nên này không để ý lắm đúng không? C3 của 4 các bạn viết lại C3 của 4 nhé thầy viết lại cho các bạn này PA bằng C3 của 4 cộng C3 của 5 cộng C3 của 6 tất cả chia cho à, không gian mẫu là chia cho C3 của 15 đúng không? thì đó là bạn là bán D đó. để được chưa? Các bạn nhớ sửa lại giúp thầy một chút. Còn nếu như mà đề bài bảo là có ba quả cầu có đủ ba màu thì chúng ta mới làm như này. Nhưng mà đề ba quả màu giống nhau có nghĩa là giống nhau đấy là có nghĩa là tất cả ba màu nó đều có cùng một loại thôi. Đúng không? Đấy, thì các bạn nhớ sửa lại giúp thầy một chút nhá thì nó vẫn là đáp án D. Đó, thầy cũng nhớ đáp án là đáp D đấy nhá. Đấy các bạn nhớ sửa lại giúp thầy một chút là được. Đúng không? Để tiếp tục câu 27 và câu 28. Câu 27 thì mình cũng tách ra thôi đúng không? Thì rõ ràng là bằng tích phân cận từ 1 đến 2 này của f(x) này cộng với tích phân cận từ 1 đến 2 của gì các bạn? À, 4 x vũ 3 dx Bởi vì tích phân này thì rõ ràng là nó rất quen thuộc với các bạn rồi. Tích phân của một tổng hay một hiệu thì mình đều có quyền tách thành tổng và hiệu của các tích phân con. Chuẩn chưa? À vậy thằng này có chưa? 1 đến 2 của dx các bạn có bằng 3 này nhá. Còn cộng cái này thì nguyên hàm của 4 x mũ 3 thì bằng x mũ 4 còn gì nữa? Có cận từ 1 đến 2. Mình nhầm thoải mái thôi. Nhưng đã nhầm thì phải nhầm cho đúng. Đúng không? Còn nhầm mà sai thì nó phí lắm. Chúng ta nhầm này. 24 là 16 một vào đây lấy cận trên thay vào trước đúng không cận dưới và thay vào sau thì bằng 16 trừ 1 là bằng 15 15 cộng 3 thì là bằng 18 đó là bản A Đấy, để chưa để chưa nhầm nhầm cho chuẩn nhá tiếp theo câu 28 28 nào à chả câu 28 này thì nhớ bạn sai này 28 28 28 các bạn gì đây cho hàm suối bích có đạo hàm rồi cho sẵn đạo hàm rồi có nghĩa là mình không cần phải tính nữa đúng không? Với mọi x r tìm số điểm cực trị của hàm số đã cho thực ra thì số điểm cực trị thì các bạn cũng thừa hiểu đó chính là số nghiệm của đạo hàm nhưng chúng ta sẽ luôn luôn lấy những nghiệm gì các bạn nhỉ nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ đúng không? Tức là việc đầu tiên của các bạn để tìm số điểm cực trị bài này đó là chúng ta giải phương trình f và x bằng không trước hiển nhiên chúng ta có hai nghiệm x nhân x cộng năm tất cả bình bằng không thì các bạn có x bằng không này x cộng năm tất cả bình bằng không thì tương đương x bằng trừ năm nhưng mà à tìm xong nghiệm thì phải làm gì nữa nhỉ? Làm gì? Phân loại nó. Đúng không? X bằng 0 này nó chỉ có một nghiệm duy nhất thì người ta gọi là nghiệm đơn. Nhưng thằng x bằng trừ 5 này thì các bạn nhìn thấy là mũ 2 đúng không? Đúng không? X cộng 5 tất cả mũ 2 thì có nghĩa là thằng này là nghiệm kép. Từ đấy thì mình sẽ suy ra một điều rằng là thằng nghiệm kép thì mình phải loại. Chỉ có lấy một nghiệm duy nhất đó là x bằng 0 thôi. Đó là chúng ta chọn đáp án D. Tại sao lời loại? các bạn phải nhớ suốt đời đấy nhá cơm có thể ăn tắm cũng có thể quên nhưng đừng bao giờ quên cái này đó là các bạn nhớ cái điểm cực trị nếu là nghiệm kép hoặc nghiệm bộ chẵn thì nó sẽ làm cho đàm không đan dấu qua những nghiệm này mà không đan dấu thì không phải là cực trị đó các bạn nhớ chưa nhớ cho thầy điều này đúng không ok nhá đó là câu 28 tiếp theo chúng ta chuyển sang thầy câu số 29 và câu 30 đó, bắt đầu khó lên các bạn nhé. Đề này thì nó giống như đề của bộ vậy. Cứ đến tầm khoảng câu 35 là tắt điện. <laughs> năm nay cũng vậy thôi. Chỉ thị của bộ giáo dục là người ta nói là 75% là nhận biết và thông hiểu. 25% còn lại là vận dụng và vận dụng cao. Tức là từ 7 điểm trở lên là bắt đầu có sự phân hóa học sinh rồi. Thì các bạn nhớ năm nay nhá. Đó, bữa nào thi xong về biết ông Thuận nói rất đúng. Bây giờ chưa biết ở đâu. Thi xong mới biết là về nhà ông Thuận nói mới đúng. <laughs> Đề năm nay thì nhiều bạn thi đánh giá năng lực đúng không? Cũng có nói rằng là đề năm nay không hiểu sao nó khó hơn rất nhiều so với cái năm trước. Đó. Sợ thật thế ạ? À? Ok, các bạn biết sợ là tốt rồi. Thầy chỉ sợ rằng là các bạn thì bây giờ sợ cũng chả biết. <laughs> nào, câu chín các bạn. Lấy giấy bút ra đi, cùng làm với thầy cho nó có khí thế và phấn khởi các bạn ơi. 29 nào, Trần Nhật Minh à, đáp án là B, Sâm này, đáp án là B này. Các bạn, tên Sâm à. Các bạn hay chơi Sâm đúng không? Chơi bài Sâm đúng không? Mai Anh B, Sĩ An B này, Nguyễn Quỳnh Hương này, ui tên đẹp thế nhỉ có bà Hồ Quỳnh Hương ấy nhỉ nhà văn nhà thơ gì đấy đúng không ngày xưa mình cũng học văn hơi bị đỉnh luôn các bạn nhưng mà ngày xưa học chỉ nhớ được mỗi bài vợ chồng hoa phủ thôi còn những cái bài kia là Đoạn hết học tủ mỗi bài đấy thôi nhưng rất tiếc là 8 năm nay người ta ra chưa ra bài nào <laughs> ngày xưa chỉ tủ mỗi bài vợ chồng hoa phủ mấy năm rồi 8 năm liền mà không ra bài nào về vợ chồng hoa phủ cả hay thật sự luôn nhà <laughs> Được chưa à, U cấp số nhân đúng không UN bởi U1 là bằng 2 Và công đội bằng Q bằng 3 Tìm U2 Thì rõ ràng là cấp số nhân Thì rõ ràng UN thì ra bằng gì nhỉ U1 nhân Q mỗi N 1 thôi đấy, Số bạn tổng quát ấy Thấy viết ra để cho các bạn nhớ thôi Nhưng bài này chả cần Các bạn nhớ là đề bài hỏi U2 Thì hiển nhiên U2 sẽ là lấy U1 nhân Nhân Q mà Đúng không? Lấy 2 x 3 thì bằng 6 luôn còn gì nữa Nhắm mắt lại các bạn vẫn làm được Các bạn B Được chưa? Đó đúng rồi mà nói chung là nhiều năm cứ tủ vợ chồng phủ nhưng mà nó trả năm nào ra tủ bài nào là nó trượt bài đấy <laughs> nên tốt hơn hết không tủ toán cũng vậy đúng không? đồng chí nào bảo dự đoán nó năm nay nó ra bài này về vận dụng cao nó trả bài nó ra luôn tóm lại là bây giờ chúng ta thấy là nó đều phải học tất không tủ tiệc gì hết văn cũng trả tủ mà toán cũng trả tủ đồng chí nào mà tủ thì chắc chắn là bị tủ đè kể cả đề minh họa bây giờ cũng thế có nhiều bạn hỏi thầy là thầy ơi đề minh họa năm 2023 thì nó ra dạng này vậy đi thi thật nó có ra đúng dạng đấy không để học bài toán tương tự các bạn nghĩ nó dễ vậy sao? Đó, không có chuyện như như vậy đâu nhá. Đó, không có chuyện như vậy đâu. đó chúng ta chỉ cần nhớ rằng là những câu vận dụng cao thì mỗi dạng mỗi một bài thì nó là muôn màu muôn vẻ. điều quan trọng nhất là chúng ta phải phát triển cái tư duy của mình lên, luyện đề thật nhiều vào. Đúng không ạ? chúng ta mở rộng kiến thức nó lên, chứ không bao giờ có chuyện là tủ để chúng ta học các bài toán tương tự đâu. các bạn đừng nghĩ như vậy, không bao giờ có. nhớ chưa? Đó, để dự đoán của thầy bản chất nó cũng chỉ mang tính chất là dự đoán về cấu trúc dự đoán về các dạng bài và dự đoán về mức độ chứ không bao giờ dự đoán về trúng nó bài đâu các bạn không bao giờ có các bạn đừng có ảo nha Đó, sự thật là như vậy chúng ta phải luyện tập đề nhiều vào để mình phát triển tư duy lên mình thông minh lên và mình giỏi lên là được được chưa Đó, chứ không phải đề của bộ mà các bạn nhìn nghĩ nghĩ đơn giản như vậy đâu tiếp <laughs> tục câu số 30 mươi tất cả giá trị của m để cho cái hàm số này đồng biến trên r đây là một hàm số 3 có chứa tham số mơ đúng không? Để đồng biến trên R thì chắc chắn nó phải liên quan đến cái việc đó là mình đã biện luận dấu của đạo hàm. Biện luận dấu đạo hàm thì có phải là bước đầu tiên các bạn tính y phải không? Thằng này y phải tính thấy tính, tính nhanh là bằng x bình này. Thằng này là có cộng 4x này và trừ cho m. Để đồng biến trên R thì đạo hàm phải làm sao? Lớn hơn là bằng 0 với mọi x thuộc R. Đấy, đừng cãi nhá, có những bạn bảo là cãi dương với thầy là sai luôn đấy các bạn thằng này nó phải lớn hơn là bằng không bởi vì đây là một hàm đa thức thì đạo hàm của chúng ta luôn luôn có dấu bằng chuẩn không phương pháp làm thì các bạn chỉ cần nhớ rằng là bài này chúng ta không cần để cô lập đâu mình chỉ cần nhớ rằng đây một cái gì đây một bất phương trình bậc hai bất phương trình bậc hai để luôn luôn lớn bằng không với mọi thuộc r thì khi nào khi nào khi delta hoặc delta phẩy của chúng ta bé bằng không tức là phương trình phải vô nghiệm hoặc có một nghiệm kép lớp 10 mà đấy nó đơn giản như vậy mà còn gì nữa chắc là thấy câu lập cũng được đúng không đen ta phải bằng b phải bình trừ ac b phải bình là bằng 4 trừ ac là thầy có cộng m luôn đúng không bén bằng không thì tóm lại là m bén bằng trừ bốn đó thì đáp bán đúng là đáp án a cực kỳ nhẹ nhàng tình cảm các bạn nhé được chưa được chưa tiếp tục câu 31 và câu 32 câu 31 với mọi a và b thỏa mãn biểu thức này thì khẳng định nào sau đây là đúng Thì rõ ràng là chúng ta rút gọn biểu thức này thôi Đưa về cùng cơ số mà Đấy chưa? Thầy dạy cho các bạn cách rút gọn nhanh này Ta có Loga cơ số 3 của A để nguyên Thằng này 1 phần 3 là bằng mấy Bằng 3 mũ trừ 1 Nhưng chúng ta có đưa dấu trừ ra ngoài Thì nó là bằng cộng 3 lần loga Cơ số 3 của B Thì bằng 2 luôn Hiểu không? Cũng như bạn hỏi mất dấu trừ đi đâu rồi thầy Bởi vì các bạn nhớ là 1 phần 3 là bằng 3 mũ trừ 1 Trừ với trừ đưa ra ngoài nó thành cộng luôn. Và đương nhiên là chúng ta vứt số 3 này lên trên này. Thế có như sau. loga cơ số 3 của a cộng với loga cơ số 3 của mấy? 3 này vứt lên đây đúng không? Thì nó bằng b mũ 3 thì bằng 2. Mà cộng hai loga cùng cơ số thì các bạn ghép lại thành loga của một tích, tức là các bạn có loga cơ số 3 của a nhân b mũ 3. Đúng không ạ? Bằng 2. Thì các bạn tương đương a nhân b mũ 3 thì bằng mấy? 3 mua 2 3 mua 2 bằng 9 nhá, không phải bằng 8 đâu không ạ Đây Xong rồi đấy Đáp bán gì A nhân B mua 3 bằng 9 thì đáp án đúng của chúng ta đó là bán B Đó Được chưa Được chưa Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 32 đó, Nói chung là Đề này rất nhiều câu hay các bạn Cực kỳ hay luôn Từ câu số 37 đổ đi là các bạn thấy nó rất chất lượng Đúng không ạ Tiếp theo câu số 33 cho các bạn một hàm số x đây, khẳng định nào sau đây đúng? bắt các bạn phải tìm nguyên hàm đúng không? thế bây giờ chúng ta phải nhớ cho thầy công thức thôi công thức thứ nhất là nguyên hàm của e mũ thì bằng e mũ cộng c còn nhiên mà nguyên hàm của e mũ ax cộng bx thì nó chính là bằng 1 trên a nhân e mũ ax cộng b đó thầy viết cho các bạn công thức là công thức hàm hợp luôn đúng không ạ còn đề thi thì ít khi mà người ta ra hàm đơn lắm đúng chưa tiếp theo thằng nào xin đúng không? Thầy nguyên hàm của xin thì là bằng gì Đạo hàm của sin thì bằng cốt, nguyên hàm của sin thì bằng trừ cốt. Nhưng đây là sin ba thì mình phải sử dụng công thức của hàm hợp là sin của ax cộng b thì nó bằng trừ 1 trên a nhân cốt của a cộng b. Đấy, được chưa? Công thức này thầy chỉ gợi nhớ cho các bạn thôi. Đi thi thì người ta ít ra hàm đơn lắm, các bạn nhớ là nhớ những thằng hàm hợp này này. Đúng không? Hàm hợp là hàm bậc nhất của x. Ai cộng b Chuẩn chưa? Vậy thầy có luôn như sau. Nguyên hàm của FXD trong bài này sẽ bằng cái gì? Mình vào việc luôn này. Mu2x nguyên hàm là bằng 1 phần 2 nhân x nào này. Còn nguyên hàm của sin thì chắc chắn phải bằng trừ cốt. Tức là chúng ta có trừ 1 trên A là trừ 1 phần 3 nhân cốt của mấy các bạn. 3 x cộng C. Đó. ta bán gì đây? các bán gì đây? Đáp án đúng là bán A còn gì nữa. Đấy, được chưa? Nhìn thấy không? Công thức này thì rõ ràng là chúng ta nhớ là ok rồi bài này các bạn chỉ cần nhớ đúng hai công thức này là mình đã chọn vẹn điểm câu 3 không thể sai được được chưa tiếp theo câu số 34 tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này trên đoạn từ trừ 1 đến 2 Để khẳng định không ai làm bằng tay hết 100% chúng ta lại làm bằng máy tính đúng không bởi vì đây là một bài mà tìm mắc min của một hàm đa thức trên một đoạn chắc chắn nó sẽ tồn tại vì vậy các bạn bấm cho thầy như sau chúng ta bấm table 8 đúng không x mũ 3 đúng không cộng 3x này cộng 1 Tiếp đoạn từ trừ 1 đến 2 thì bấm trừ 1 bằng 2 bằng thôi Bước nhảy là 0.1 Đúng không? Đề bài hỏi giá trị nào nhất thì làm sao? Mình soi cho thấy bên thằng FX này này Cột FX này Thằng nào bé nhất thì đó là min Đây mình soi đi Đó à, Đâu đây đâu đây 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 Các bạn thấy trừ 1 nó lù lù đây không? Nhìn thấy không? Giá trị là nhắc đến FX Là nhắc đến Y các bạn nhé Thì đương nhiên là chúng ta tìm được min là bằng Trừ 1 X bằng 1 Đúng không? Đúng không? Đó Giá trị nhỏ nhất Đâu không có trừ 1 nhỉ Để thấy xem nào À chỗ này đầu đầu là giá trị nhỏ nhất đúng không Thầy bấm lại cho các bạn nhá X mũ 3 À đây 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 gì Cộng 3 x mà nhỉ điều điều rồi đúng không Đó bấm lại thôi Gì mà căng Nào trừ 3 là lù lù đây rồi Ok Đấy Được chưa nào Nhìn thấy không không có đáp án thì mình bấm lại thôi, gì mà căng. Đây trừ 3 đây, thì nhìn thấy chưa? Đã, giá trị nhật đáp án là B. Okay không ạ? Được chưa? ba, ba xong nhá. Tiếp tục câu 34. Với mọi số thực a dương khác mục cái thằng này bằng gì? Bằng gì? Thì rõ ràng là chúng ta dùng một cái công thức nó cực kỳ hay đó là loga cơ số a mũ m của b mũ n. Đúng không? Thì mình có quyền đưa cái mũ trên và đưa mũ dưới ra ngoài thì nó là bằng n chia m loga cơ số a của b. Các bạn nhớ công thức này không ạ? Đó, công thức này nhớ không? Thì rõ ràng bài này chúng ta chỉ cần biến đổi này, đây là a mũ 1/3 này. Đưa ra ngoài thì là bằng 1/3 nhân loga cơ số a của 3. Hiểu không? 3 là 3 mũ 1 thì có gì nữa? Đưa ra ngoài thì là bằng 1/3. Trong sẽ còn loga cơ số a của 3 nhân a. Vậy mình tách ra thành 1/3 loga cơ số a của 3 cộng với loga cơ số a của a là bằng bằng 1. Đúng rồi, Đáp án là gì? Đáp án d luôn có gì nữa? Đây, a của 3 này. Vừa khít không? Cộng 1 này, 1/3 này chính xác luôn không thể sai được được chưa tiếp theo câu số 35 cho số với z thỏa mãn biểu thức này tìm phần nào của z bằng bao nhiêu Thầy khẳng định chắc chắn 100% phần trăm chúng ta sẽ bấm máy tính đúng không không ai làm bằng tay hết bởi làm bằng tay thì thực ra vẫn được nhưng các bạn để ý, để ý này một cộng hai nhân z ngang thì các bạn có thể suy ra z ngang của thầy đó chính là lấy 5 y mà chúng ta đem chia cho mấy nhỉ? Chia cho 1 cộng 2 y Đúng không? Rồi sau đó thì các bạn vác máy tính ra. Máy tính nó nặng quá nên chúng ta dùng từ vác các bạn nhé. Một hai. Chuẩn chưa? 5 y đâu? 5 y đây. Tất cả đem chia cho thằng nào là một cộng 2 y. Bấm như đúng rồi cho thầy luôn. Được chưa? Ra bao nhiêu? 2 cộng y. Đó. Đây là xét ngang. Xét ngang là số phức liên hợp. Vậy mình suy ra số phức gốc là số phức z thì nó chính là bằng 2 chú y. Đúng không? Giữ nguyên phần thực và đổi dấu phần nào. Đúng không? Và đề bài hỏi là hỏi thằng này này Hỏi thằng Z này này Có phần ảo của chúng ta đã bắn, bằng Bằng trừ 1 đáp án là C Đấy, đồng ý không? Chốt chưa? Xong nhá 35 đã xong là chúng ta 7 điểm rồi đấy các bạn Ngon lên hẻ rồi đúng không? Đó à. <laughs> Tiếp theo câu số 36 Bắt đầu từ câu số 36 Thầy xin thông báo với các bạn là chúng ta Chạy qua một trang mới Từ câu số 36 Xong nay đông bạn đấy nhỉ ba 36 rồi vẫn còn 1.300 bạn xem chứng tỏ các bạn Khá là chất lượng nhỉ Hôm nay thầy thấy có một đặc điểm nó hơi dị dị các bạn ạ à? Không biết các bạn có nhìn thấy giống thầy không Từ đầu đến cuối nó vẫn là 1.300 bạn xem Chứng tỏ là những bạn nào đang xem đây thì đều là những bạn nó rất là chất lượng đúng không Đó chúng ta có thể cho nhau một tràng vào tay các bạn nhé Đương nhiên là mọi người có thể là uh, th thả tim đúng không ạ Và chia sẻ về để chúng ta lưu lại nhé Cũng cực kỳ dị luôn các bạn Thấy <laughs> cứ sao sao nhỉ Đấy, nhờ Quá tuyệt vời luôn, ok Rồi, bắt đầu từ câu số 36 Câu này xin thông báo với các bạn nó giống đề minh họa của bộ đấy Gần thi rồi thầy nên phải chăm thầy ạ à. Bạn Nhi Hà đúng không? Đẩy view cho thầy kia Chào bạn Mỹ Duyên nhá Thầy vừa nói tụt còn cả hai <laughs> Thầy đang mong là tụt đến còn một nghìn thôi để học cho nó chất lượng <laughs> Đấy chưa? Đó. Nhưng mà thầy hỏi một chút xíu này Có bao nhiêu bạn mà đúng cả 35 câu đầu Các bạn tự tin các bạn comment số 1 xuống dưới thầy xem nào Còn bạn nào mà chúng ta bảo là em sai uh, Từ hai câu đổ lên Thì chúng ta comment số số 2 Từ hai câu đổ lên Sai một câu có thể chấp nhận được Nhưng cả hai câu là không thể chấp nhận được rồi. Mình tự tin lên cho thầy xem nào Đúng cả 35 câu nhé Comment số 1 Được chưa Sai từ hai câu đổ lên Comment số 2 Được phép sai một câu Nhưng không được phép sai hai câu hai câu là quá là toang rồi một câu thì có thể chấp nhận một câu là có thể là mình sẩy chân thì mình có thể rút kinh nghiệm được nhưng đã hai câu thì không phải là hai câu số nhiều rồi đúng không em sai một trần đăng đúng không trần đăng học trong lớp vip của thầy mà lại sai mất một câu <laughs> thôi rồi vẫn chấp nhận được nha yeah. à, số hai là số nhiều là, là là, toang rồi đúng không nào câu 36 các bạn theo dõi thầy chữa này câu này cũng có trong đề minh họa của bộ đây các bạn nhé thầy biết là năm nay sẽ có một câu như này 2023 ra nó dễ nhưng mà nó dễ sai chứ không phải dễ làm được đâu <laughs> nào chú ý câu 36 đọc đề đi câu này thì nó không khó nhưng mà các bạn phải cần một tính gọi tính cẩn thận cẩn thận nhé và cẩn thận chỗ nào các bạn chú ý này đọc đề nhá trên tập hợp số phức xét các phương trình phức như này là một phương trình bậc hai đúng không có chứa tham số m m là một tham số thực hỏi có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt phân biệt nhá nhớ như thầy tụm từ phân biệt này nếu không có từ phân biệt nó lại khác đấy có từ phân biệt z 1 và z 2 được chưa thỏa mãn là à, trị tuyệt z một cộng trị tuyệt z hai bằng bốn mô đun z một cộng mô đun z hai bằng bốn cũng được cái bài này nó sẽ có một cái điều lưu ý đó là bài này người ta cho các bạn một phương trình thì có nghĩa là nó có hai khả năng xảy ra một là phương trình này là có hai nghiệm thực là có hai nghiệm à, đúng không? Tức là nó đều là phân biệt cả mà. Tất cả nó đều dựa vào delta hoặc và delta phẩy, đúng không? Vậy bước đầu tiên của chúng ta đó là các bạn phải tính gì? Tính delta phẩy. Delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac là thấy có m bình này. trừ ac là -8m cộng 12. Đó, đúng không ạ? Vậy có hai nghiệm phân biệt đây thì nó phải có hai trường hợp đấy các bạn. Trường hợp một là gì? Delta phẩy của chúng ta phải dương. Tương đương với m bình trừ 8m cộng 12 phải dương Vậy các bạn lấy máy tính bấm cho thầy xem nào 1922 nhá 1 bằng trừ 8 bằng và 12 bằng đúng không một nghiệm bằng 6, một nghiệm bằng 2 và Để lớn không thì nó phải lớn nghiệm lớn và bé nghiệm bé M phải lớn hơn 6 hoặc M nó bé 2 Đó Làm sao Các bạn nghe rõ này, nghe kỹ thầy nói bài này này Bởi vì năm nay thì chắc chắn sẽ có một câu bài này Năm nào cũng có các bạn, năm ngoái cũng có Người ta sẽ khai thác cái tính chất là của phương trình bậc 2 của số phức Trường hợp 1 là delta dương Delta dương thì làm sao Delta dương thì các bạn nhớ rằng là Phương trình của chúng ta sẽ có hai nghiệm hai nghiệm gì? hai nghiệm thực Và phân biệt Đúng không ạ? Z1 và Z2 Z1 và Z2 Nhớ chú thầy nhìn Nghiệm thực nhé, là nghiệm thật trị Đúng không ạ? Mà đề bài bảo này cái khó của ta là gì đây? Trị tử đối Z1 cộng trị tử đối Z2 bằng 4 Nghe đây Trị tử đối Z1 cộng trị đối Z2 bằng 4. Nếu như bạn nào đã theo dõi cái đề dự đoán lần 2 mà thầy đã chữa cho các bạn tuần trước ấy, thì thằng này nó sẽ chia ra 4 trường hợp con. Sau đó thì nó gom nó lại thành hai trường hợp mẹ. Không biết là các bạn đã theo dõi bài này chưa? Nếu như bạn nào chưa theo dõi thì các bạn chú ý đây. Nó sẽ tách ra thành 4 trường hợp con. Thứ 1, Z1 cộng Z2 bằng 4. Đúng không ạ? Z1 cộng Z2 bằng trừ 4. Z1 trừ Z2 bằng 4 và Z1 trừ Z1 cộng Z2 bằng 4. Đúng, tại sao lại có bốn trường hợp? Bởi vì các bạn nhớ là có mỗi một trị tuyệt đối Z1 thì nó sẽ có hai trường hợp rồi. Trị tuyệt đối Z2 có hai trường hợp nữa thì nó sẽ tách ra thành bốn trường hợp. Đúng ạ. Và bốn trường hợp này nó rất may mắn là nó gom nó lại thành hai trường hợp. Đó là à à gì nhỉ? À chúng ta có Z1 cộng Z2 bằng trị tuyệt đối của 4. Và trị tuyệt đối của Z1 trừ Z2 thì bằng bằng 4. Đó, nó sẽ gom nó lại thành hai trường hợp này con, đúng không ạ? Hiểu không? Hai trường hợp này này. Nó gom lại thành này. Hai trường hợp này này, nó gom lại này. Nó gom lại để chúng ta giải cho nó dễ. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Vậy trường hợp 1 thì tương đương luôn như sau, đây. Nhìn này, Z1 cộng Z2 thì các bạn nếu là chúng ta dùng VS Đúng không ạ? Thì bằng trừ B chứ nào? Đấy, trừ b trên a có đúng bằng 2m chia 1 không? À. Vậy tóm lại là các bạn có 2m bằng trị tuyệt đối của 4 thì các bạn có m bằng trị tuyệt đối của 2 thì m bằng cộng trừ 2. Đó. Hiểu không ạ? Nhanh và ảo ma Canada chưa? Hiểu không? M bằng cộng trừ 2 sau đó các bạn đối chiếu điều kiện này. Một là m phải lớn hơn 6, hai là m phải bé hơn -2 và trong hai nghiệm này nó sẽ có một nghiệm thỏa mãn rồi đó là m bằng -2 thỏa mãn rồi thỏa mãn các bạn viết từ thỏa mãn vào thầy đồng ý không đó cẩn thận cực kỳ chăm chút nhá từng ly từng ý một được chưa đó, chúng ta có một nghiệm bằng trừ hai nó thỏa mãn bởi vì nó bén bén hai còn nghiệm m bằng hai là loại đúng không ạ vậy có bạn có một nghiệm rồi nhá một phần chốt lại tiếp theo chỉ từ đối z một trừ z hai bằng bốn thì chúng ta dùng viết có nghĩa là các bạn bình phương hai về lên thì thầy có này cái này nó phải cẩn thận này chúng ta có Z1 cộng Z2 tất cả bình trừ 4 Z1 trên 2 thì bằng bằng 16. Thế được bình phương hai vế lên và làm như lớp 9 đó vậy. Thêm bớt để nó xuất hiện tổng và tích. Đúng không ạ? Để chúng ta dùng dùng viết các bạn có như thế như sau, tương đương. Z1 cộng Z2 tất cả bình. Z1 cộng Z2 bằng trừ B trên A là bằng 2M, bình lên thì có bằng 4M bình. Trừ 4Z1 trên 2 nó chính là trừ 4 nhân C na chính là 8M trừ 12 thì bằng 16 đó đúng không các bạn giải ở nhát cho nó đỡ tồn giấy chúng ta chia tất cả cho 4 thì chúng ta có mơ bình này trừ 8M cộng 12 thằng này còn 4 đúng không chia tất cả cho 4 mà chuyển sang bên này là trừ 4 luôn bằng 0 hiểu không đó chia tất cả cho 4 nhé Thế thằng này còn mơ bình Thằng này còn trừ 8M Cộng 12 Phá ngoặc ra Thằng này còn 4 chuyển sang bên này thành trừ 4 Vậy tóm lại là M bình Trừ 8M Và cộng với 8 Bằng 0 Thì các bạn lấy máy tính bấm cho thầy xem M bằng bao nhiêu nhá Hiểu không Lấy máy tính bấm đi 1922 1 bằng trừ 8 bằng và 8 bằng Thì nó có hai nghiệm là 4 cộng trừ 2 căn 2 1 M bằng 4 cộng 2 căn 2 Thằng còn lại là M bằng 4 trừ 2 căn 2 Đó các bạn để ý này Thứ nhất Thằng này là 6,828 6,828 Đúng không? Đủ chưa? Đó Tiếp theo là thằng này sẽ là bằng mấy? 4 trừ 2 căn 2 là 1,17 1,17 Đấy Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đây có nó có thỏa mãn không các bạn Có thỏa mãn không nhỉ? Z1 trừ Z2 thì bằng chia tuyệt đối của nó bằng 4. Đúng không? Đó. Thì các bạn bình phương lên chúng ta có Z1 cộng Z2 tất cả bình Các bạn kiểm tra lại đi. Các bạn kiểm tra lại đi. Nhìn thấy kỹ không? Z1 cộng Z2 bình này. Bình phương 2 về lên nhé. Trừ 4 Z1 Z2 bằng 16. Chia tất cả cho 4. Z1 cộng Z2 bằng... Uh, trừ B trên A là bằng 2M, 2M bình lên chúng ta có gì nhỉ? 4M bình trừ 4 thừa số cho 8m trừ 12 Được chưa? Các bạn cẩn thận một chút xíu nhé Cái này phải thật sự cẩn thận Tóm lại là chúng ta tìm ra hai nghiệm rồi đúng không? Các bạn có ra được giống thầy không? Đó, nếu như mà thầy nhầm chỗ nào thì các bạn nhắc chữ thầy nhé Tóm đi tóm lại là có hai nghiệm như sau Một là m bằng 4 cộng 2 căn 2 Hai là m bằng 4 trừ 2 căn 2 Nhìn thấy không? Vậy hai nghiệm này có thỏa mãn không? Thằng này một cái bằng 6,8 đúng không? Thằng này thỏa mãn này. 4 chứ 2 căn 2 thì nó 1,17. Có thỏa mãn không các bạn? Có thỏa mãn không? Có thỏa mãn đúng không? Đó. Để đấy nhá. Đó trường 1 chúng ta xử lý xong rồi đấy. Tiếp theo trường thứ hai Trường thứ hai là trường quan trọng này. Nếu như delta phẩy của chúng ta âm. Delta phẩy âm thì các bạn tương đương với M nó sẽ nằm trong khoảng từ 2 đến 6. Đúng không? Và trong trường hợp delta phẩy âm thì các bạn nhớ rằng là à cái Z1 Z2 của chúng ta thì có công thức nghiệm là bằng trừ B phẩy. Trừ B phẩy nó chính là chúng ta có M. Đấy chưa? Đại B phẩy là bằng gì nhỉ? Bằng trừ M. Đúng không? Trừ B phẩy đây. Được chưa? Cộng trừ căn bậc hai của trị tuyệt đối của delta phẩy. Là trị tuyệt đối của M bình trừ 8M cộng 12. Đúng không ạ? trị đối nhân với nhân với y chia cho a là chia cho một đó các bạn nhớ có thức nghiệm không nhưng mà vấn đề nằm chỗ là như này này à trong trường hợp mà phương trình của chúng ta có hai nghiệm phức phân biệt thì hai nghiệm phức đấy luôn luôn có mô đun bằng nhau hay còn gọi là à số phức xét một và số phức z hai đều gọi là hai số liên hợp của nhau các bạn phải lợi dụng tính chất đấy bởi đây là một trong những tính chất cực kỳ quan trọng mà đề năm nào của bộ người ta cũng sẽ khai thác tính chất này Mặc dù là có công thức nghiệm khác nhau nhưng chắc chắn mô đun của nó phải bằng nhau. Và các bạn để kỹ một điều là như sau đề bài nó này. Mô đun Z1 cộng mô đun Z2 bằng 4. Các bạn nhớ nhắc đây. Mô đun Z1 cộng với mô đun Z2 và bằng 4. Mà mô đun Z1 nó lại bằng mô đun Z2. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ suy ra đều bằng mấy? Mỗi cái bằng bằng 2. Hiểu không? Hai thằng hai, hai thằng giống nhau, bằng nhau mà cộng lại bằng bằng 4 vậy mỗi một thằng nó đều bằng 2. Chuẩn chưa? Và từ đấy thì chúng ta sẽ suy ra một điều là à bản chất là mô Z1 này này. Thì bằng bằng 2. Các bạn bình phương lên chúng ta có mô Z1 bình thì bằng 4. Và mô Z1 thì nó chính là bằng các bậc hai của thực bình là m bình luôn này. Cộng ảo bình là cộng với trừ m bình cộng 8m trừ 12. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Cái này phải cẩn thận nhá cái này là thầy phải nhắc đi nhắc lại một nghìn lần cho các bạn Cái thằng này bình phương lên Cái này bình phương lên đúng không Thực bình này là mờ bình Nhưng ảo bình thì nó chính là thằng này Đố các bạn biết tại sao bằng thằng này đấy Mà không phải là bằng mờ bình trừ 8 cộng 12 Mà thằng này tại sao là đổi dấu nó Bởi vì gì dù sao đi chăng nữa Thì các bạn phải nhớ rằng là trong trường đến ta phải âm Đúng không ạ Cái căn nó ra thì không bao giờ bằng số âm được Thì nó phải là bằng trừ của mình nó Đúng chưa? Bằng mấy? Bằng mấy các bạn? Bằng 4. Đó, đã bình phương hết hai vế để nó mất dấu căn đi. Đúng không? Thì bây giờ các bạn tính thôi, tóm lại là các bạn nhầm cho thế này. M bình trừ M bình hết đúng không? Chỉ còn lại 8m đúng không? Bằng mấy? Bằng 16. Vậy tóm lại M của chúng ta là lấy 16 trừ cho 8 là bằng 2. Đó, để chưa nào? Vậy tóm lại chúng ta có một giá trị là M2 nhá. Và M2 hiển nhiên là làm gì các bạn? Nó cũng không thỏa mãn. Đúng không? M2 của ta cũng không thỏa mãn bởi vì điều kiện của chúng ta trong trường hợp này đó là M nó phải nằm trong khoảng từ 2 đến 6 và M2 cũng không thỏa mãn. Vậy đáp án này loại. Chuẩn chưa nào? Và đã loại thì rõ ràng là trong bài này chúng ta có 3 giá trị của M mà các bạn vừa tìm xong được. Thứ nhất là M bằng trừ 2. Thứ hai là M bằng 4 cộng căn 2 và 4 trừ căn 2. Đúng không? Đều thỏa mãn như vậy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án gì các bạn? Đáp án A. Thấy là có một số bạn chọn đáp án C đấy. Đó, nhưng các bạn bài này các bạn phải thật sự lưu ý thì các bạn mới làm được đúng không đó thầy review lại các bạn một bài này nữa đó chính là trong trường có hai nghiệm phân biệt thì nó có thể hai nghiệm thực phân biệt hoặc hai nghiệm phức phân biệt trong đó số phức đó có cả phần thực và phần à, nào đều phân biệt với nhau Tức là bạn phải chia làm hai trường hiểu chưa hiểu bài này chưa Đấy, nhớ là các bạn lấy giấy bút ra chúng ta ghi chép vào nhé sau livestream thấy ẩn mất thì nó lại là không thấy nữa đâu rồi các bạn ơi được chưa sau livestream thầy ẩn mất cái video hoặc là thầy xóa luôn video nên các bạn không xem được đâu nên mọi người đang xem thì chúng ta nhanh chóng chúng ta ghi chép cẩn thận vào cắt màn hình vào cho thầy đúng không đó là câu 36 nhá đó cái bài này thì nếu như bạn nào xem cái đề dự đoán lần hai đề dự đoán lần hai thì thầy cũng đã làm các bạn một lần rồi lần hai vừa thi thử tuần trước xong năm 2023 đúng không ạ thì thầy cũng có làm cho các bạn giờ nhá rất chi tiết đấy Đấy các bạn cứ cắt màn hình lại tí nữa về chúng ta sẽ soi lại sau Được chưa? Được chưa nào? À, ok chưa? Tiếp <laughs> tục chúng ta chuyển sang theo này câu số 37 nhá, vẫn không có bạn nào có thắc mắc gì cả. Sao Z1 bằng Z2 vậy đây, thầy cũng bảo Z1 bằng Z2 mà thầy bảo mô đun Z1 bằng mô đun Z2. Các bạn hiểu chưa? Nhưng bạn bảo Z1 bằng Z2 không đúng. Trong trường mà phương trình của chúng ta có hai nhiệm phức trong trường delta phẩy âm thì hai nghiệm phức đấy hiển nhiên là hai số phức liên hợp của nhau thì mặc định là mô đun của chúng luôn luôn bằng nhau đúng không Đó, thì các bạn hiểu rằng là hai thằng này cộng lại với nhau bằng 4 và mỗi một thằng bằng nhau thì chắc chắn là z1 mô đun nó sẽ bằng z2 vô đun và mỗi một cái đều bằng hai đúng hai cộng hai đúng bằng 4 chuẩn chưa cái này là phải thật sự cẩn thận nha nhắc đi nhắc lại một nghìn lần rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 37 thế mà vẫn chưa có bạn nào có thắc mắc gì nhỉ tí nữa thì bạn nó thắc mắc ta quay trở lại sau tiếp tục câu 37 được chưa câu 37 như sau cho các bạn một hình nón n có đỉnh là s đúng không ạ bán kính đáy bằng a diện tích xung quanh là bằng 2 pa bình tìm thể tích v của khối chóp tứ sắc đều sabcd đáy là một uh, abcd nội tiếp đường tròn của hình nón đấy câu này rất dễ rồi đúng không chúng ta có thấy như sau các bạn vẽ một hình nón ra nhá Đó, các bạn vẽ một hình nón ra, nó không phải quá đẹp đâu không ạ? S đây. Chúng ta có ABCD chẳng hạn. Thầy gọi đây là F tùy các bạn. Đúng không? Ô đây. Chuẩn chưa, chưa? Một hình nón như vậy. Có bán kính đáy bằng A thì suy ra cạnh OS này bằng A này. Thứ hai, diện tích xung quanh là bằng 2 pi bình thì các bạn có này. Diện tích xung quanh của nón thì bằng pi rl. Đúng không ạ? Thì bằng 2 pi bình. Nên chúng ta sẽ suy ra được gì? Suy ra gì bán kính là bằng đây. R bằng a, mình thay đây. Đúng không? Thầy có pi nhân a nhân l thì sẽ là bằng 2 pi a bình thì các bạn sẽ suy ra lời của thầy sẽ bằng 2a. Và đây là đường sinh. SB này bằng 2a này. Từ đấy thì mình sẽ suy ra đường cao SO của chúng ta là bằng a căn 3 theo Đúng chưa? Đúng chưa? Đó, tiếp tục Đề bài yêu cầu là tìm thể tích của một khối chóp tứ giác đều và ABCD là nội tiếp đường tròn đáy nội tiếp là nó phải nằm trong đường tròn đáy đúng không ạ thì giả sử ABCD của ta đây đó ABCD đây các bạn nhìn thấy không ạ nội tiếp đường tròn đáy đây thì các bạn sẽ suy ra cái gì ABCD của chúng ta là một hình vuông đúng không nó phải là một hình vuông bởi vì đây là một chóp tứ giác đều thì suy ra là à cái cạnh AC này nó phải đi qua tâm và BD này cũng phải đi qua tâm hay là chính xác hơn cái đường chéo của hình vuông này nó là AC để bằng BD và nó đều là gọi là đường kính của đáy là bằng 2A đúng không AC và BD này này đó có phải là đường kính không là bằng 2A và nó là được gọi là đường chéo của một hình vuông thì suy ra cạnh của hình vuông đấy Đó chính là cạnh nào cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD bằng cạnh CA đúng không ạ DA thì bằng mấy A căn 2 đúng không đường chéo hình vuông bằng 2A thì cạnh của hình vuông thì các bạn lấy độ dài đường chéo chia căn 2 là ra. Chuẩn chưa? Đó, vậy tóm lại là thể tích của cái hình chóp SABC. V của S ABCD thì nó là bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Thì các bạn có 1 phần 3 này. Diện tích đáy là diện tích hình vuông rồi gì nữa. Đúng không? Có cạnh bằng A căn 2 thì bình phương lên thì các bạn có 2A bình luôn. Nhân vị chiều cao là nhân với SO chúng ta vừa tìm xong đó là A căn 3. Thì thầy có luôn là bằng A mũ 3, 2 A mũ 3 căn 3 trên 3. Đúng không ạ? 2 A mũ 3 căn 3 trên -3, 3 thì đó là đáp án gì các bạn? Đáp án là B. Câu 37. Đáp án B nha. Câu này thì rất là đơn giản rồi. Tiếp tục câu số 38. 38. Trong không gian OZ đây, viết phương trình tham số của đường thẳng delta. Đó là giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta. Đó, giao tuyến tức là một đường thẳng nó thuộc cả hai mặt phẳng đấy các bạn, đúng không? Đấy, Một cái mô hình nó rất đơn giản đây. Đây thầy gọi là mặt phẳng P hoặc alpha đây, và đây mặt phẳng beta. Đúng không? Cái đường thẳng delta đường thẳng giao tuyến là thằng nào? Đây, đây đường delta đây. Bài này nó cũng rất là dễ bởi vì các bạn thừa hiểu là à, cái đường thẳng delta này thì nó là giao tuyến nên nó thuộc cả hai mặt phẳng, tức là nó vừa nằm trong mặt phẳng alpha delta này cũng vừa nằm trong mặt phẳng beta. Đúng không? Mà một đường thẳng nằm trong mặt, mặt phẳng thì cái gì nó xảy ra? Các bạn phải nhớ là suy ra cái mối quan hệ của các vector. Đó là gì? À, u delta của chúng ta nó sẽ vuông góc với n alpha. Và u delta của chúng ta cũng sẽ vuông góc với n của n của beta đấy còn gì nữa? Đúng không? À, làm sao? một vector vuông góc với hai vector thành phần thì mình sẽ suy ra là cái vector các bạn cần tìm đó chính là tích có hướng của n alpha và n beta. Đó, đúng không ạ? N alpha có chưa? Bây giờ các bạn viết ra này, n alpha của chúng ta là vector phát tuyến của mặt phẳng pha nhá. 1 2 1 đúng không? Đúng chưa? N beta bao nhiêu? Đó là 1 1 và 1. Thì mình sẽ suy ra u delta của chúng ta nó là tích có hướng á, các bạn tính nhầm nào. 2 là trừ 2 này Trừ 2 cộng 1 là bằng uh, Mấy nhỉ Trừ 1 này Đúng không Tiếp tục 1 cộng 1 nữa là bằng 2 này Tiếp tục Trừ 1 Trừ 2 nữa là chúng ta có trừ 3 này Đó Đây là vector chỉ phương của cái đường thẳng Delta cần tìm Và các bạn có quyền nhân tất cả trừ 1 Thì nó cũng là bằng 1 Trừ 2 Và 3 đây là vector chỉ phương cần thịt Vector chỉ phương này gọi là vector chỉ phương của giao tuyến. Nếu sau này các bạn nhớ luôn thì chúng ta sẽ làm luôn các bạn không cần phải phân tích như này nữa. Thì phân tích thì bản bản chất là thầy để cho các bạn hiểu thôi. Còn sau này mà tìm vector chỉ phương của bất kể một giao tuyến của hai vector của hai mặt phẳng, chúng ta đều dùng tích có hướng của hai vector pháp tuyến này ra. Đúng không? Thì các bạn soi thôi, bây giờ chúng ta soi để loại trừ thôi. Mấy thằng này gì loại trừ là nhanh thôi. 1 2 3 đúng không? Các bạn xem này, 1 2 3 có khả năng đúng này. 1 hai có khả năng đúng này trừ một một ba thằng này sai lòi ra này một hai trừ ba sai này đó tức là à chúng ta đã có được hai đáp án sai rồi đó là bàn c và đáp án d đúng không đã có được hai đáp án sai đáp án c và đáp án d rồi bây giờ chỉ có đáp án a đáp án b thì làm sao để chúng ta chọn được đây làm sao nhớ là đây viết phương trình giao tuyến nhá thì cách đơn giản nhất là chúng ta dùng phương pháp loại trừ lấy ví dụ cho các bạn như sau. Đối với đáp án A, đối với đáp án A nhé. Thì có phải đáp án A này đi qua cái điểm tọa độ là 0 1 và 3 không? Điểm đi qua. Có tọa độ là 0 1 3. Đúng không ạ? Đáp án B thì điểm đi qua của chúng ta là gì? Đó là 1 1 và 0. Đúng không? Thì nếu như một điểm mà nằm trên đường thẳng delta thì hiển nhiên nó phải thuộc cả hai mặt phẳng alpha beta thì bây giờ chúng ta chỉ cần thay tọa độ điểm này và điểm này vào hai phương trình mặt phẳng nếu điểm nào thuộc cả hai thì đó chính là đáp án đúng luôn đúng không đó đó là phương pháp gì các bạn loại trừ đúng ra nào các bạn thay nào không trừ một và trừ ba đây theo đây không này trừ một trừ ba đúng không trừ một vào đây nhé trừ ba vào đây nhé đúng hay sai À, thằng này sai chắc chắn rồi còn gì nữa Nó chỉ là bán B thôi Thường là các bạn thử một cái thì Cái còn lại nó đáp án đúng Cái này này Chắc chắn nó thuộc cái mặt phẳng luôn Đúng không? Thì thử các bạn xem này Trừ 1 vào đây 1 đúng không? Cộng 2 Là bằng 1 đúng không? 1 cộng 0 1 0 luôn Để chữa nào? Vừa khít rồi đấy Tiếp tục Trừ 1 1 0 thay đây 1 này 1 là 2 này Trừ à, 2 cộng 2 là bằng hết này 0 đây này đó, hiểu không? Đó là cách thử thế các bạn gì nữa Chuẩn chưa? Câu 36 c như thầy đấy Chưa có bạn nào thắc mắc nên thầy để đấy Tí nữa thầy sẽ quay trở lại cùng thắc mắc với các bạn <laughs> Đợi mãi mà chẳng có bạn nào thắc mắc cả Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 39 trước Đúng không? Đó à, tiếp tục nha Có bạn đã thắc mắc câu 36 rồi đấy Thầy đợi các bạn thắc mắc mà chưa có bạn nào thắc mắc cả Thế mới là buồn cười. cười, Nào câu 39 tiếp tục nào Cho các bạn một hàm số bích hàm số này người ta gọi là hàm số gì hàm số gì đây được cấu tạo bởi hai hàm đúng không một hàm là khích lớn bằng không và một hàm khích bén không thì hàm số này người ta gọi là hàm số phân nhánh đúng không đây là một dạng mà nó xác suất ra thì rất 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 cao bởi vì thầy nhớ không nhầm là trong tầm khoảng 3-4 năm gần lại đây thì nó có ít nhất là 2 năm đã ra liên tiếp rồi hàm số phân nhánh nhưng tất cả những bài này nó đều rất là dễ các bạn đừng bao giờ để mất điểm những bài như thế này là được Ok không? Tìm tích phân từ 1 đến E đến E 1 trên E đến E của thằng tích phân này Đó, thế bây giờ chúng ta đọc xong đề Thì có phải là chúng ta có một ý tưởng là mình phải Đổi biến cái thằng này trước Bởi đây là tích phân ẩn. Đổi biến thằng này trước Đúng không? dựa vào cái đổi biến này chúng ta mới tách nó ra thành hai tích phân con Đó là ý tưởng là như vậy Vậy chúng ta làm như sau Bước đầu tiên cũng là dấu cộng đầu tiên Các bạn dùng phương pháp đổi biến để chúng ta đặt Và cụ thể là các bạn đặt len x bằng t Đúng không? Đặt len x bằng t rồi chúng ta có quyền vi phân hai vế lên nhé Tức là có d của len x thì bằng d của t Nhìn kỹ vào nhá Tương đương với d của len x thì chúng ta có 1 trên x Dx Thì nó bằng dt luôn Đúng không? Tiếp theo đổi cận nào? Đổi cận X đây T đây X của thầy chạy từ 1 đến e 1 trên e Đến e Thì t chạy từ đâu đến đâu? Đây này Len của 1 trên e là bằng 1 này len của e là bằng một này đó nhìn dị rõ làm rất từ tốn chậm rãi nhá đừng có vội vội hỏng hết các bạn hỏng hết bánh trưng bánh kẹo luôn đặt thằng này bằng tích phân y đi vậy cái tăng tích phân y bây giờ nó sẽ trở thành một tích phân mới và hiển nhiên là đi theo cận mới là cận từ trừ 1 đến 1 cho thôi. Đúng không? F phẩy của len x nó là F phẩy của T. Được chưa? Nhân len x là lên nhân gì? Nhân T. Đúng chưa? nhân dx trên x đâu dx trên x đây là dt đó được chưa rồi làm sao các bạn có quyền bây giờ có quyền nhá mình sử dụng tính chất của tích phân mình có quyền đổi tất cả về x tức là nó bằng trừ một đến một f t thì cũng là bằng f x nhân x đúng không ạ nhân t dt thì cũng là nhân x nhân dx và đến đây chắc chắn 100% là chúng ta dùng vi phân thần trưởng đúng không đến bây giờ chả bao giờ có ai đặt udv nữa đâu mà chúng ta dùng vi phân luôn và cụ thể như sau bằng này tích phân từ trừ một đến một cho thầy đúng không x các bạn giữ nguyên f ấy các bạn đưa vào trong d thì hiển nhiên nó là bằng d của fx rồi không cãi được đâu chuẩn chưa chuẩn chưa bây giờ không ai đặt udv đâu ít lắm làm trách nghiệm mà đây. bây giờ ông nào đặt udv thì thầy cũng xin chịu cả ông ấy luôn bởi vì lý do là là chúng ta dùng vi phân thì nó nhanh hơn rất nhiều và nó khảo nó tỏ ra là nó là, là khả năng vượt trội luôn đúng không ạ thằng này nó chính là u này thằng này là d, chính là dv tức là à chúng ta ngầm hiểu u là x dv là d của fx tức là v chính là fx luôn đúng không thì theo công thức nguyên hàng từng phần có đúng bằng u nhân v trừ VDU không à? u nhân v nó là x nhân fx Đó, cận từ trừ một đến một này trừ v nhá là trừ cho tích phân trừ trừ 1 đến 1 của hai thằng này giao hoán vị trí nhau đó là fx. X Để làm từ tốn chậm rãi cho các bạn luôn. chậm như cách nhiều cũ mà trở mặt với các bạn luôn đấy. Được chưa nào? Đó, ok chưa? Vậy y bằng gì? Nhìn vào đây. Các bạn thay cận trên vào trước và cận dưới vào sau đúng không? Cận trên thay vào thì thầy có 1 nhân f tại 1. Là còn f tại 1 luôn. Trừ đi cận dưới chính là trừ cho thay vào đây trừ một nhân f tại trừ một nhưng trừ với trừ thì các bạn nhớ là bằng cộng cộng với f tại trừ một hiểu không nhớ nhá thay cận trên vào trước cận dưới vào sau lấy cận trên trừ đi cận dưới thì nó là cái bản chất của cái này đúng không đó tiếp theo trừ nhá các bạn nhớ là à trừ một đến một của FxDx thì rõ ràng là bài này chúng ta dùng tích phân phân nhánh tức là mình sẽ tách thành hai tích phân con theo công thức nối cận là tích phân từ trừ một đến đến 0 của f(x)d. Đúng không ạ? Cộng với tích phân từ 0 đến 1 của gì các bạn? f(x)d. Đấy, chuẩn nào. Đừng cái nhá, đây là nối cận này, trừ -1 đến 0 đối với từ 0 đến 1 có đúng là bằng trừ -1 đến màu nào? Có nhiều bạn hỏi thầy tại sao thầy phải tách ra như thế này? Bởi vì lý do là các bạn nhìn thấy thằng này là tích phân phân nhánh, nó ngăn cách nhau bởi một dòng sông ly biệt đó là x bằng 0. Vì vậy, chúng ta sẽ tách ra thành cận có 0 Đúng không? Đó, chúng ta có này, tương đương này này làm cực kỳ từ tốn nhá. F tại 1 là các bạn nhớ x bằng 1 đúng không? X bằng 1 thì các bạn thay vào đây. X lớn bằng 0 này. Đó, x lớn bằng 0 có nghĩa là x bằng 1 thì chúng ta thay vào biểu thức trên. Đó, các bạn thấy nhá, 1 cộng 1 trừ 1 thì bằng 1. Đúng không? Tiếp tục f bằng trừ -1. F bằng trừ -1 là chúng ta tìm giá trị của hàm số tại x bằng trừ -1. x bằng trừ -1 thì chúng ta phải sử dụng hàm số dưới. X nó bén không? Đúng không? để thay trừ -1 vào đây thì các bạn có 2 nhân trừ 1 tất cả bình thì bằng 2, 2 trừ 1 là bằng 1 đó, được chưa tiếp theo, trừ làm sao, tích phân từ trừ 1 đến 0 của fx tức là x đang bèn 0 mà x bèn 0 thì chúng ta sử dụng hàm số dưới nó sẽ là thay vào đây, 2x bình trừ 1 dx được chưa, tương tự cận với tích phân từ 0 đến 1 của fx từ 0 đến 1 là x là lớn không và x lớn không thì chúng ta lại sử dụng hàm số trên để bỏ vào đây, tức là chúng ta có x bình Cộng x chữ 1 Nhân địch Đó Đấy chưa nào, và viện còn lại là Bấm máy tính, ta có như sau Vác máy tính ra cho thầy, bấm này Làm sao Đầu tiên nhá, tích phân cận từ 1 Đến 0 đúng không, của thằng nào đây 2 x bình này 1, đóng ngoặc lại bằng bột chú 1 3 nhá, tiếp tục cộng với tích phân từ đâu từ 0 đến 1 của của gì đây x bình trừ x à x bình cộng x trừ 1 đúng không x bình này nhá cộng x này đó, trừ 1 này đó, kiểm tra lại lần nữa cho chắc ok bằng trừ 1 phần 2 nhìn thấy chưa tóm lại là chúng ta có luôn là thằng này cũng đúng là tương đương với y của thầy bằng gì 2 đúng không trừ đi trừ 1 phần 2 này nhìn này cái trong ngoặc chúng ta vừa bấm xong là cái toàn bộ cái trong ngoặc này trừ một phần hai nhé nhưng trừ với trừ thành cộng tóm lại là bằng 5 phần hai đáp án là a hiểu chưa hiểu chưa đó cực kỳ đơn giản nhưng hàm phân nhánh là hàm nó xác suất ra thi rất cao đấy các bạn ạ đúng không ạ nhưng mà bài bài này bản chất là chúng ta chỉ cần đổi biến thôi và dùng vi phân từng phần là các bạn đã đã ra rồi cực kỳ ngắn gọn và xúc tích làm như thế này là thầy nghĩ là quá đủ này các bạn để đi, đi thi À, công bộ công an ấy, bộ công an có thi tự luận thì các bạn nhân trình bày như vậy này cũng quá đủ rồi các bạn nhớ trình bày như vậy cũng là quá đủ rồi đó quá đủ có rất nhiều bạn thi công an hỏi là thầy ơi nếu chưa dùng vi phân này mà trình bày tự luận có được không thầy thì thầy khẳng định chắc nịch với các bạn là có được mình không cần nhất thiết với các bạn đặt udv ở ngoài mà chúng ta dùng vi phân từng phần kiểu này vẫn chấp nhận được các bạn nhớ chưa đó là câu 39 tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 40 Câu 40 như sau. <laughs> 40 nào? 40 bạn nào làm được không? 40 mà từ 40 làm được bắt đầu nể rồi đấy. Tại <laughs> biết ngay mà, nói chung 40 là thấy có nhiều bạn là rón rén rồi đúng không? <laughs> nể đấy. Từ 40 mà làm được là bắt đầu nể rồi đấy các bạn, nể nhau thật sự luôn. Ê gọi thầy thuận mà các bạn làm từ 40 mà các bạn đã thấy đúng câu nào là các bạn thấy chất lượng câu đấy rồi. Mình đã đã cảm giác là tự tự cảm giác là may mắn bởi vì các bạn đã nằm trong một uh, một trong 10 phần trăm các bạn xuất sắc nhất rồi đúng không bởi vì đạt điểm cao từ 8 điểm đổ lên đối với đề của thầy thì nó chỉ đếm trong vòng tầm, tầm khoảng 10 phần trăm thôi đó nên các bạn yên tâm nha được chưa 40 b à thầy đấy nói chung là <laughs> cũng có bạn sai cũng có bạn đúng, đúng không ạ nhưng mà các bạn không đừng phải lo nhé bây giờ chúng ta theo dõi thầy chữa này mặc dù đề thì ngọn nhìn có vẻ dễ ngon đúng không dễ ăn lắm dễ sơi lắm nhưng mà không đơn giản như các bạn nghĩ đâu nha chúng ta chú ý đọc đề này Đọc đề nhá, thầy thấy có một số bạn BC đấy, bạn Nhật Minh này đúng không? Trần Đăng C này, Tống Thu Nga C này. Bây giờ phải đọc tên các bạn rồi. Nguyễn Hoài Tu C này, Quang Thành C này. Đó, đúng không? Nguyễn Quỳnh Hương cũng C, Đỗ Tuấn Đạt C này đúng không? Trần Thành Trung C này. Rất nhiều bạn học sinh ưu tú luôn, Minh Hoa C luôn. Bạn Minh Hoa học sinh trong lớp live VIP thầy luôn nhé bạn này học rất chăm luôn. Lúc sáng thầy dạy bạn cũng có học luôn. Hà Nội luôn nhỉ, đúng không, chăm học có khác, nhìn xinh gái hẳn là nhỉ. Minh Hoa. <laughs> Nào các bạn nghe thầy giảng bài này nhé, nghe tập trung này. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn từ trừ 10 đến 10 đúng không? Để cái phương trình của chúng ta có hai nghiệm thực phân biệt. Thầy chỉ hỏi các bạn đúng một câu thôi, muốn làm bài này đầu tiên phải làm gì? Đầu tiên phải làm gì? Thầy hỏi đúng một câu thôi, không hỏi câu thứ hai đâu, thầy thề luôn. Làm gì? Đó. Đừng bảo dài nhá. Không, đặt điều kiện xác định. Bởi vì bằng này có căn và có log á thì bài này phải có điều kiện đúng không điều kiện ở đây là gì thứ nhất là loga thì rõ ràng là chúng ta phải có điều kiện loga có nghĩa tương đương với x nó phải lớn không trước các ông nhá được chưa cái thứ hai là mình có biểu thức trong căn thì nó phải nằm nằm trong căn thì phải lớn bằng không tức là à 2 trừ loga cơ số 2 của x thì nó phải làm sao lớn hơn được bằng 0 tương đương với các bạn giải nhanh cho thấy là x nó lớn không này này loga cơ số 2 của x nó bé 2 thì x nó phải bé bằng 4 tập xác định ở đây D nó chính là bằng nửa khoảng từ 0 đến 4 Đó là điều kiện xác định đúng không các bạn có thừa nhận với nhau điều kiện này không nếu như bạn nào chỉ cần quên điều kiện xác định thì chắc chắn bài này sai chỉ nói một câu ngắn gọn thế thôi giải dạ, loga mà bây giờ còn quên điều kiện là chắc chắn sai rồi Được chưa chắc chắn sai các bạn quên điều kiện là chắc chắn sai không phải làm nữa mà làm nữa thì cũng mất công nói một cách ngắn gọn xúc tích là như vậy Được chưa tiếp theo bước thứ hai Thằng này có dạng A nhân B bằng 0 A nhân B bằng 0 thì cứ mỗi một thằng bằng 0 Tóm lại mình tương đương luôn Đặt đây phương trình sao Ta có sao tương đương 1 Thằng này bằng 0 Mx 1 bằng 0 2 là 2 Căn bậc 2 của 2 trừ loga cơ số 2 của x bằng 0 Được chưa Vậy tóm đi tóm lại chúng ta có hai nghiệm 1 là nghiệm x bằng 1 trên m 2 là nghiệm x bằng Bằng 4 đúng không? đó. thế nhưng mà đề bài bảo là có hai nghiệm phân biệt. thế nó là phân biệt. thứ nhất là thằng này này phải khác thằng này. bởi vì nếu mai hai thằng mà trùng nhau thì người ta gọi là nghiệm kép rồi. cái thứ hai là nghiệm này nó phải thuộc tập xác định. đúng không? À, vậy nếu như bạn nào mà thích làm từ tốn chậm rãi mà các bạn gọi là à chúng ta làm theo kiểu trình bày ấy, thì các bạn nhớ thế này này gọi là mình văn vẻ đấy. ta có một là một trên m nó phải thuộc tập xác định đấy là thuộc nửa khoảng từ 0 đến 4 hay là vì nó phân biệt nên hai thằng này nó khác nhau Tức là một trên m phải khác bốn thích các bạn làm theo kiểu văn vẻ mà màu mè thì các bạn làm như thế này và đương nhiên nó cũng rất là chuẩn tóm đi tóm lại là các bạn sẽ suy ra là à một trên m của thầy nó sẽ phải nằm trong khoảng từ không đến mấy các bạn đến bốn hiểu không nó khác bốn thì nó không thể bằng bốn được, được nó chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến bốn thôi Hiểu không? Đó, vậy chúng ta sẽ suy ra làm sao đây? Suy ra làm sao đây? 1 trên m lớn không thì m phải lớn không nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ giải phương trình cho thầy như thế này này. Nếu như bạn nào mà chúng ta làm tiếp tục từ tốn chậm rãi thì các bạn làm như thế này như sau. Tương đương. 1. 1 trên m lớn không đúng không? Thì m phải lớn không này. Được chưa? Đứng cãi nhé. 1 chia m mà dương thì 1 dương luôn thì m phải dương. Tiếp theo, 1 trên m mà bén 4 thì chúng ta chuyển về đổi dấu thì các bạn có 1 đúng không? Trừ 4M trên M phải không? Đó, từ tốn nha, cứ bình tĩnh thôi, không phải vội đâu, M lớn không đi. Thằng này có hai nghiệm. Một là bằng không, hai là bằng 1/4. Mà để âm thì có nghĩa là nó cùng dấu hệ số A. Hệ số A âm mà, bởi vì xét dấu chia thì nó sẽ giống như ở xét nhau âm ấy. Các bạn tưởng tượng như thế, hai thằng này nhân nhau này. Đúng không? Đúng không? Các bạn xét dấu chia và xét dấu nhân là giống nhau. Đó, có hai nghiệm là một nghiệm bằng 0, một nghiệm bằng 1 phần 4. Để âm thì nó cùng dấu với hệ số A. Thì suy ra nó phải nằm ngoài khoảng nghiệm. Tức là nó phải lớn nghiệm lớn. Một, là M phải lớn hơn 1 phần 4. Hai là M nó sẽ phải bé hơn 0. Được chưa nào? Thầy làm cực kỳ chắc chắn cho các bạn nha. Thầy khẳng định một lần nữa là cực kỳ chắc chắn. Đúng không ạ? Tóm đi tóm lại các bạn hợp nghiệm hai thằng này lại với nhau thì mình sẽ có M lớn 1 phần 4. Đây là điều kiện chốt hạ cuối cùng của chúng ta. Sau đó thì mình kết hợp với điều kiện xác định. Đây. M nó nằm trong đoạn từ trừ 10 đến 10. Mà M lớn 1 phần 4. Có nghĩa là M nó nằm trong đoạn từ 1 đến đến 10. Mà 1 đến 10 thì có 10 giá trị. Đó là C. Thế thôi có gì đâu mà càng. Hiểu không? Chốt hạ lại là M lớn 1 phần 4. Nhưng đề bài lại bảo là M thuộc đoạn từ trừ 10 đến 10 mình gom điều kiện này với điều kiện này lại với nhau thì mình sẽ có điều kiện chung đó là m nằm trong đoạn từ 1 cho đến 10. Đều là số nguyên thì có 10 giá trị đáp án là C. Trình bày cực kỳ chi tiết và ngắn gọn như thế thôi. Còn bạn nào thích viết đẹp hơn thì tùy các bạn. Đó, hiểu chưa nào? Chắc chắn nhé, các bạn làm là phải đảm bảo sự chắc chắn và bền vững trong từng phương án tính. Trừ trường hợp mà mình tính sai thì lỗi của mình thôi. Tiếp theo, là câu 41 này, câu 40 cho các bạn soi lại một lần nữa các bạn soi đi chụp ảnh à, lại cắp màn hình lại nếu như chúng ta không xem kịp kéo lên cho em chép với ạ à, bạn Trần Đăng đúng không vì học sinh lớp vip nên thầy ưu tiên nhá thầy thầy kéo lên cho em xem rồi đấy, đấy đó, Trần Đăng nhá lúc sáng vẫn học đấy nên là thầy vẫn ưu tiên lúc sáng học vẫn dụng cao đúng không <laughs> thầy lướt lại câu 39 cho em chụp với ạ à. đây 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 bạn Thảo đúng không đây đây 39 này chiều theo ý của người đẹp luôn đây Thảo này may là em có avatar xinh xắn nên thầy mới lướt lại đấy nhá Thảo nhá ưu tiên đấy nhớ phải chia sẻ về và thả tim cho thầy đấy được chưa chép làm gì tí nữa thầy xóa video này thì khỏi chép luôn nhé <laughs> tiếp theo câu 41 học là phải quyết liệt đúng không ạ <laughs> học mời hờ cảm giác như kiểu vừa yêu vừa muốn chán vừa muốn bỏ là không được mình tình yêu thì mình phải níu giữ lấy nhá đừng để những thằng khác nó cướp mất là toang đấy <laughs> đấy chưa em cũng đẹp nên thầy lướt lên câu một đi ạ à. thì thầy, thầy thầy lạ ạ à, à, em luôn đấy đẹp thì cũng được thôi nhưng mà đẹp không phải có quyền đâu đẹp như thầy còn chưa có quyền nữa là... đó được chưa rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 41 một câu cực kỳ chất lượng và đỉnh của chóp như sau đó thầy nhớ nói em mới nhớ xe ok rồi xe đi nào bốn nhìn vào đây bốn bạn nào làm được không bạn nào làm được các bạn điểm danh giơ tay lên cho thầy đếm mà. 41 Nhi Hà D, Trần Thành Trung D. Rồi, có hai bạn rồi đấy. Đối thủ của nhau bây giờ phải đọc tên cho các bạn nhớ. Nhật Minh đúng không? Nhi Hà rồi. Còn có bạn nào nữa không? Đó, thầy làm gì có tiếng nói trong nhà? Đâu, ở nhà thầy là nóc mà. Thầy là nóc luôn, nóc nhà luôn. Câu này vẫn húp thầy ạ. À? <laughs> ừ được. <laughs> Mạnh mẽ đấy. Vũ Thành Vinh D sai thì thôi, ok em. Tự tin vào chứ. Còn có bạn nào không? Các bạn tin là ở nhà thầy thầy là nóc rồi nhá nhà luôn nha không ai nói nó nhà nó hết nên ở nhà vẫn là tiếng nói được chưa? Đần đăng D rồi Đỗ Hoàng D Quang Thành D rồi OK một số bạn D rồi còn có bạn nào không comment đi các bạn comment mạnh mẽ lên được thầy đọc tên là may mắn rồi nha yeah. Trần Nhật Minh D rồi OK rồi chúng ta vào việc này như sau cho các bạn một hàm số có đạo hàm trên R và có bảng biến thiên như sau và xin thưa với các bạn đây là bảng biến thiên của hàm số FX Điều sợ sệt nhất là các bạn ngộ nhận đây một hàm số bậc 2 Bởi vì nhìn sơ qua thì đây là đồ thị của Parapon Nhưng mà đây không phải là bậc 2 đâu các bạn nha Đừng có ạ Bậc 2 thì thằng này nó phải là dương vô cùng cơ Thằng này mà không thì không phải là bậc 2 Nên các bạn đừng ngộ nhận đây là một hàm số bậc 2 nhé Mặc dù đồ thị của nó là Parapon Đó, Sau này bạn nào đỗ Bách Khoa thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái cổng Parapon của Bách Khoa Ngay chỗ đường giải phóng ấy Được chưa Tiếp tục đề bài hỏi gì cho các bạn một hàm số GX nó đã bằng fx chia x mũ 3. Hỏi hàm số này có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng từ 0 đến dâu cùng. Đấy, các bạn thấy đề bài hỏi nó có vuông vức không ạ? Đề có đẹp không? Nhìn có vẻ là dễ nhìn không? Đó, đề thì rất là đẹp đúng không? Rất là dễ nhìn nhưng làm thì nó không hề dễ đâu. Vậy bài này muốn làm thì chúng ta cần phải có một chút về tư duy. Nó không hề khó nhưng cái tư duy mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là tư duy về biện luận. Được chưa? cụ thể như sau. Chú ý. Thằng này muốn hỏi về điều bao nhiêu điểm cực trị thì chắc chắn nó phải liên quan đến nghiệm của đạo hàm. Vì vậy đầu tiên chúng ta tính cho thầy đạo hàm G phải ra. Đúng không? G -X thì nó chính là U trên mấy tất cả phải. Thì các bạn có công thức là U phải V trừ V phải U tất cả chia cho mẫu bình. Vì vậy thầy có U phải là F phải X. Nhân X mũ 3. Trừ cho V phải là trừ 3X bình. Nhân F -X. Tất cả chia cho mẫu bình x mũ 6 đó thế đừng đừng có cãi là thầy ơi tại sao ra đạo hàm bằng này nhá bây giờ là chúng ta đang nói đến những cái câu vận dụng cao rồi nên là những cái thao tác mà nó dườm dài nhất thì thầy trò chúng ta thống nhất là bỏ qua đúng không tiếp tục nhìn thằng x mũ 3, thằng x mũ 2, thằng x mũ 6 thì mình chia tất cả cho cái thằng x mũ 2 thì thầy sẽ có đó là f với x nhân x trừ cho 3 nhân FX x tất cả trên x mũ 4 Hiểu không? Tức là thầy đang chia cho gì? Chia tất cả tử mẫu cho x bình thì thầy được như thế này. Đúng không? Nhưng vấn đề là à tìm bao nhiêu điểm cực trị thì các bạn cứ ngộ nhận rằng là đây là tìm nghiệm của đạo hàm. Nhưng các bạn phải nhớ cho thầy một điều rằng là trong bài này có một cái từ cực kỳ đỉnh cao đó là làm sao? Trên khoảng từ không đến dương cùng. Có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng từ không đến dương cùng tức là x nó đang x đang lớn không. Đấy. À, hiểu không? X thuộc khoảng từ 0 đến dương Các bạn đọc kỹ đề nhé Có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng từ 0 đến dương cùng Có nghĩa x của chúng ta đang phải lớn hơn không? Chuẩn không? Vậy bây giờ chúng ta biện luận như thế nào? Đây, cái tư duy của chúng ta cần biện luận như thế này Rất đơn giản thôi Vì x lớn không? Nên suy ra cái gì? Nhìn nhá, nhìn thầy dạy các bạn cách biện luận này Đề bài cho các bạn đồ thị này Hoặc là cho bảng thiên này Không phải cho cho vui Mà các bạn phải chú ý cho thầy đó là X nó lớn không là đây Đúng không? Thì làm sao? Thì làm sao? Thì FX như nào các bạn? Các bạn thấy FX là như nào đây? Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì đây? cái <laughs> nói như thế cho thấy biết chắc bạn không nhìn được đâu. <laughs> Đúng không? Các bạn để ý này. X đang dương. Thì có phải đồ thị FX các bạn nhìn thấy nó đi lên không? Đồ thị đi lên thì có nghĩa là hàm số chúng ta đông đồng biến mà đồng biến thì f(x) như thế nào dương đúng không hiểu không Thầy nhắc lại nhé nhắc lại xem các bạn có hiểu này nghe thầy giảng về từ tốn chậm dại thôi thứ nhất vì x dương x dương là x nó thuộc khoảng từ không đến dương cung này thì các bạn để ý nhìn vào cái bảng minh thiên của nó thì hàm số f của chúng ta đang đi lên mà hàm số f đi lên thì có phải là à hàm số đồng biến không đồng biến khi đạo hàm của nó dương Hiểu chưa? Đồng ý không? Tiếp tục một thằng nữa. Đây các bạn nhìn thấy đồ thì FX không? FX của chúng ta nó x nó dương thì FX của chúng ta nó như thế nào với trừ -3 đây? FX nó lớn hơn trừ -3. Đấy. Được chưa? Được chưa? Đó. thì chúng ta sẽ suy ra một điều như sau, đây chúng ta suy ra một điều cực kỳ hay cực kỳ đơn giản đó là gì? Vĩ x dương đúng không? Các bạn nhận, nhận xét luôn cho thầy này Nhận xét luôn này Thằng này dương X phải dương Nhân x của chúng ta cũng dương Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thì hai thằng dương nhân nhau thì nó ra dương thôi Tiếp tục Thằng này lớn hơn trừ 3 Tóm lại là các bạn xem là trừ 3 Trừ 3 nhân trừ 3 thì nó cũng là dương luôn Hai thằng âm nhân với nhau thì nó ra dương mà đó. đấy vậy từ đây thì các bạn sẽ suy ra biện luận một cái điều rất hay đó là trên tử sẽ dương dưới mẫu cũng dương hai càng dương như nhau thì nó tóm lại cũng dương các bạn hiểu tư duy biện luận không nhìn nhìn được không à vậy mình sẽ suy ra toàn bộ g về này nó làm sao các bạn nó sẽ mang dấu dư dương với mọi x lớn hơn không mà g với x lớn hơn không với mọi x lớn không thì có nghĩa hàm số này luôn luôn gì các bạn luôn luôn đồng biến nó luôn luôn đồng biến thì làm sao có cực trị được các bạn chọn đáp án là D luôn đấy thấy đúng tư duy ảo ma Canada chưa Đó. hiểu không <laughs> thầy giảng lại này với x lớn không x lớn không là nhìn vào cái bảng bên thiên này thì các bạn thấy là đồ thị fx nó đang đồng biến cái khoảng từ không đến dương cùng thì chứng tỏ là à nó đồng biến thì đạo hàm của nó phải dương thằng này dương thằng này dương hai thằng nhân với nhau dương thằng này trừ ba nhưng mà nhân với một số FX cũng lớn trừ ba nữa thì hai thằng âm nhân nhau thì cũng ra dương tóm lại là trên tử các bạn sẽ luôn luôn chứng minh được nó, nó sẽ luôn luôn dương dương chia dương là dương mà g phải luôn luôn dương thì suy ra hàm số đồng biến đồng biến thì không có cực trị thế thôi cực kỳ ngắn gọn và xúc tích Đúng chưa có nhiều bạn hỏi là à cái thằng này nó bé trừ ba thì nó mới hợp lý nhưng thực ra thì các bạn vẫn hoàn toàn chúng ta chứng minh được kể cả nó lớn trừ ba cho đến không đúng không như bạn hỏi thế ơi, tại sao lớp em nó nơi sao thì các bạn để ý, trừ ba hay không này nếu viết đủ đấy fx lớn trừ ba và bé không thì chắc chắn trừ ba nhân với một thằng lự, lự, lớn trừ ba bé không thì thằng này vẫn dương các bạn đừng cãi nhá đúng không đúng không đây bạn nhìn kỹ vào nhá thằng fx này đây nhìn này chạy khoảng từ không đến dư cùng thì fx của chúng ta lớn hơn trừ ba bén cộng lớn hơn trừ ba bén không nhân với thằng trừ ba thì ra dương không chứ chưa? à đúng không ạ thì chắc chắn hai thằng cộng với nhau đều dương hết thì khẳng định luôn hai thằng dương thì suy ra là toàn bộ gx g phải x này bản chất là à nó đang dương mà g phải x dương thì hàm số đồng biến luôn luôn đồng biến với mọi x thuộc khoảng từ không đến vô cùng đồng biến làm sao nó có cực trị được Vậy tóm lại đó là bản đi chốt xong hiểu không đó thầy chữa kỹ quả sở của hết năm mươi câu ok tiếp tục chúng ta chuyển sang câu tiếp theo câu bốn hai bốn hai này thì tí nữa thầy sẽ chữa xong nè tiếp tục câu bốn ba đấy làm sao nào <laughs> ok nhá rồi tiếp tục câu bốn ba cho hàm số f x có đạo hàm và f với các bạn có rồi f đây với mọi x thuộc r f tại pi thì bằng không biết rằng f tại à, f lớn của x là một nguyên hàm của f nhỏ x thỏa mãn f tại pi thì bằng 2 pi và khi đó f tại không bằng bao nhiêu đúng câu 43 này mặc dù là đề đọc xong thì nó lú luôn nhưng mà thấy nghĩ câu này thì đối với những bạn mà tư duy hoặc là học vận dụng cao nhiều thì nó vẫn rất là đơn giản đúng không? bạn đọc xong đề thì lú nhưng mà chỉ dành cho những bạn mà yếu thôi còn những bạn mà học giỏi thầy nghĩ nó không thể lú đâu ta có đầu tiên dấu cộng đầu tiên như sau cho f'x rồi thì chắc chắn chúng ta tìm ra hàm số f bằng cách là mình sẽ lấy nguyên hàm của đạo hàm Đúng không ạ? Tương đương với F nhỏ x của thầy Sẽ là bằng nguyên hàm của sin x Cộng x Nhân cốt x Nhân x Đúng không? À tương đương này là Thầy làm từ tốn như cách nhiều cũ trở mặt các bạn luôn nha Đó, Đấy chưa? Rất nhiều bạn sẽ tính nguyên hàm thằng này ra Nhưng các bạn đâu ngờ rằng cái thằng sin x cộng x nhân cốt x này Bản chất nó là bằng Bằng gì? Bằng x nhân sin x tất cả phẩy đúng không đấy a nhân b tất cả phẩy bằng a phẩy b này cộng b phẩy a này đó hiểu không tóm đi tóm lại là chúng ta có hai tóm fx của thầy sẽ là bằng cái gì nguyên hàm của đạo hàm là bằng chính nó tức là bằng x nhân sin x luôn hiển nhiên chúng ta cộng với c họ nguyên hàm đúng không ạ nhưng vì đề bài cho các bạn f tại pi bằng không này vì đề bài cho nhá đây nhìn kỹ vào nhé đọc đề kỹ vào Mặc dù đề hơi lú thôi nhưng mà chúng ta đều cô động lại những thứ cần và nhớ và quan trọng. F tại B bằng 0 thì các bạn sẽ suy ra gì? Chắc chắn cho thằng này để chúng ta tìm ra C rồi. Thì các bạn thay B vào. sin B bằng 0. là các bạn có 0 bằng 0 cộng C thì các bạn sẽ suy ra C bằng 0 còn gì nữa. Đúng không? Mà C bằng 0 thì mình sẽ suy ra chúng ta có một cái hàm số Fx cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ đẹp đó là bằng x cộng sin x luôn. Đó, một cái đã xong. Cái này thì nó rất là easy. Đúng chưa? Tinh kế tinh tế của em không nhận ra cái đó em tách ra thành hai nguyên hàm ạ. À? Ừ, em <laughs> cũng được thôi đúng không ạ? Nhưng mà nó lâu hơn. Tiếp theo, các bạn nghe này, nghe câu này là câu đỉnh cao này. F lớn x là nguyên hàm của hàm F nhỏ x. Đúng không? F lớn x là nguyên hàm của F nhỏ x. Thỏa mãn F lớn tại pi thì bằng 2 pi khi đó F lớn tại không bằng bao nhiêu? thực ra thì mình có thể làm theo nguyên hàm được nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta không làm cần làm nguyên hàm nữa mà làm thế này mới gọi là đỉnh của chóp này chúng ta chuyển từ một bài toán về nguyên hàm về bài toán tích phân đúng không ạ nhưng đề bài cho f tại pi rồi và cho tìm f tại không thì đây là chính là cận từ pi đến không của f nhỏ x dx thì bằng f lớn x cận từ 0 đến pi đi không đó. Nguyên hàm ai phát thôi à? Không phải. Chúng ta chuyển nó về tích phân cơ. Đây mới là đỉnh của cao các bạn này. Đúng không? X nhân sin x đúng không? Xin các bạn. X nhân sin x Mày cộng. Ok. Nhân nhé. Thay đổi lại. Nhân. X nhân sin x. Được chưa? Đây mới là đỉnh của cao. Các bạn nghe này. Nghe thầy phân tích cho các bạn. Tại sao lại được như thế này? Bởi vì đa số những bạn mà chúng ta học giỏi, chúng ta phải nắm vững bản chất. Mà để nắm vững bản chất thì tất cả mọi bài chúng ta đều có một câu hỏi là tự tại sao lại làm như vậy được đúng không? Đây chúng ta chú ý, f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x thì đây, nguyên hàm của f nhỏ x bằng f lớn x. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta bỏ cận mà cận từ pi đến không. Tại sao lại bỏ cận như về như như thế này? Bởi vì thường là người ta cho các bạn một trong hai cận và tìm ra cận còn lại. Đề bài hỏi cận nào chúng ta sẽ cho cận để nằm ở trên. Đúng không ạ? Đề bài cho cận nào rồi? Cho cận tại pi. Đó, đúng không? Đây nguyên hàm của f nhỏ x bằng f lớn x. Có cận thì mình cứ bỏ cận vào thôi. Chuẩn chưa? Vậy mình thay vào này, tích phân cận từ pi đến 0 f nhỏ x các bạn có rồi đây bằng x nhân sin x này đó đúng không đây có đúng là các bạn thay cận trên và trước và cận dưới và sau không mình lấy cận trên đi trừ đi cận dưới có nghĩa là lấy f lớn tại không trừ đi f lớn tại pi mình chỉ cần vác máy tính ra máy tính nó nặng quá nên mình dùng máy tính vác nó ra các bạn bấm được thằng này có này tích phân cận từ pi đến 0 đúng không của x nhân sin x này x này nhân với sin x này đó đóng ngoặc lại cho thầy bấm bằng một phát thì nó ra bằng trừ b tức là thằng này nó đã bằng trừ b đúng không thằng f tại pi các bạn có chưa có rồi thì suy ra ngay và luôn trong vòng một nốt nhạc đó là cái thằng f tại không của chúng ta cần tìm chúng ta sẽ lấy trừ b đây đúng không cộng với f tại b f tại b các bạn nhớ bằng 2 b nhé Đấy đây đây Thấy không nhìn thấy không f tại P bằng hai pi thay đây cộng với f tại P, chứ là cộng với hai pi thì bằng trừ pi cộng hai pi bằng pi thôi đó, vậy đáp án đúng là đáp án d ok chưa đỉnh của cho bong thầy sẽ để cho các bạn 3 ba giây để cho chúng ta cắp lại màn hình đó nhìn thấy không đó, hơi bị đỉnh của nó các bạn nhá cái này có một nguyên tắc là nếu như mà đề bài sẽ cho các bạn một nguyên hàm đúng không ạ và sau đó cho các bạn một trong hai cận thì cái cận mà chúng ta cần tìm nó thường là nó nằm ở cận trên thì nó sẽ có cách nó tính nó đơn giản hơn nó phức và nó dễ dàng hơn và đây là một cách làm nó đỉnh của chọn như vậy được chưa hiểu không Đấy, thầy cho các bạn hẳn 3 giây để chúng ta cắt lại màn hình bạn là thắc mắc câu nào chúng ta comment xuống dưới luôn để giải đáp hết tất cả cho các bạn được chưa là câu ba tiếp theo câu bốn câu bốn cũng khá là nhàng này tí nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại sau các bạn nhớ nhắc thầy nhá không có tí nữa thầy quên mất được chưa nếu nhắc thầy nhá đó nhớ nhắc thầy các bạn nhá ừ, 44 nhá tí nữa nhắc thầy 42 44 mọi thầy quên mất đấy tiếp tục chúng ta chuyển sang 45 còn nó dễ làm trước khó làm sau thứ tự không có sợ các bạn đuối được chưa đó tức là những trong hôm nay thì có rất nhiều câu hay các bạn nên lưu ý nhá tiếp tục câu 45 cho các bạn một hình cho ABCD có đáy là một hình vuông tam o cạnh A hình vuông tam o bằng cạnh bằng A đúng SO vuông góc với mặt đáy với bằng A rồi ok câu này thì rất là dễ là cho điểm rồi khoảng cách giữa SC và AB bằng bao nhiêu? SC đó, SC đây và AB là khoảng cách giữa là treo nhau. Câu này thì nó là y con nhà bà gì, đúng không? Vì nó dễ nên thầy làm nhanh cho các bạn luôn như sau. Hai đường thẳng treo nhau thì chúng ta thường là dựng một mặt phẳng chứa một cạnh và song song bên cạnh còn lại. Và bài này dễ bởi vì chúng ta đều xác định được cái mặt phẳng gần dựng là mặt phẳng SCD, đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Này, nhìn này, khoảng cách giữa SC đúng không? S đây, C đây, nhìn cho kỹ vào và AB. Đó, A đây này, B đây này, đó khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB thì chúng ta dựng một mặt phẳng chứa một cạnh và song song với cạnh còn lại đó là mặt phẳng SCD. Nó chứa thằng nào? chứa cạnh SC và song song với cạnh còn lại là song song với AB. Đúng không? Vì vậy mình sẽ suy ra một điều nguyên tắc như sau: khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thằng SC và AB bây giờ nó sẽ quy về khoảng cách giữa đường thẳng AB đấy và mặt phẳng gì SCD. Đó, và AB nó song song với mặt phẳng SCD nên bản chất nó là bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ là điểm A Đúng không? Đến mặt phẳng SCD Đúng không? Mà rất là may mắn bởi vì khoảng cách từ điểm A này nó sẽ bằng hai lần khoảng cách từ điểm O Đến mặt phẳng SCD Đó, tức là tóm đi tóm lại là nó sẽ quy đổi khoảng cách và khoảng cách cuối cùng chốt hạ nhất đó là bằng hai lần khoảng cách từ điểm O Đến mặt phẳng SCD được đó. tức là bây giờ chúng ta chỉ cần tìm khoảng cách từ điểm O thôi, đến mặt phẳng SCD. Được kết quả bao nhiêu chúng ta nhân đôi nó lên. Được chưa? Đó, hiểu cái quy tắc chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn nhé, vì các bạn đã nắm được cái này rồi nên thầy tính luôn cho các bạn như sau. Khoảng cách từ điểm O chúng ta sẽ dựng tổng cộng 3 đường như sau. Thứ nhất là các bạn kẻ OI vuông góc CD này. Thứ hai chúng ta nối SI với nhau này. Thứ ba là chúng ta kẻ OH vuông góc với cạnh SI này. Thì khoảng cách chúng ta cần tìm đó là cạnh OH này này. Đó. thì bây giờ chúng ta sẽ dùng hệ thức lượng thôi, đúng không? Tóm lại là chúng ta có dấu cộng này 1 trên OH bình này bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên SOI bình. Đúng không? 1 trên OH bình SO bình này, SO bằng A nhá, thì 1 trên A bình này. Cộng OI bằng nhiêu nhớ nhá, cạnh này bằng A thì cạnh OI bằng A trên 2 thì bình phương nghịch đảo lên thì các bạn có 4 trên A bình. Thì các bạn sẽ suy ra OH bằng bao nhiêu nào nhầm đi. 5 trên A bình đúng không? thì OH của chúng ta bằng A trên căn 5. Đó, nhưng mà OH nó chỉ là khoảng cách từ điểm O thôi. Khoảng cách từ điểm A cân tim thế này bằng 2 lần OH. Vậy khoảng cách cân tim thì bằng 2 lần OH là bằng 2A chia căn 5 thì cũng là căn 5 trên 5. Đó là C. 30 mấy giây là giảm ngay thôi. Đây thầy cố gắng là thầy giảm rất kỹ cho các bạn ạ. Còn đi thi thì chả ai giảm kỹ như vậy đâu. Chúng ta cứ vào việc mà làm thôi. Được chưa? Câu làm xong, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 46. Đây. Nào 46 các bạn, bạn nào làm được không? Bài toán này bài toán rất hay. Đó, năm nay thì thầy nghĩ rằng là nó sẽ không ra bài bài toán quy tích đâu mà nó sẽ ra với bất đẳng thức mô đun và đây là một bài toán sử dụng bất đẳng thức mô đun. tất cả những đề dự đoán của thầy thì nó mang tính chất là nó chính là gì các bạn? Đều phỏng đoán cho các bạn một chút về cái dạng đề năm nay. nếu như ra được uh, quy tích ý, tức là dựa vào quy tích để chúng ta dự đoán cái mắc min thì nó là rất tuyệt vời. Nhưng nếu như mà nó ra theo phương pháp đại số là bắt buộc các bạn phải sử dụng đến bất đẳng thức mô như năm nay câu 46 này. Thì đó là một trong những bài nó rất là tuyệt vời Được chưa? 46 nào, 46, 46 <laughs> Nó rất ảo ma đúng không? Các bạn xem đọc đề này, đề nó rất là ngắn Nhưng mà đề nó không đơn giản như vậy 46 em chịu ạ, chúng ta chú ý nhá Xét các số vức xếp và vây thỏa mãn biểu thức này Đặc Biểu thức này nha Đúng không ạ, 3 chữ y nhân mô đun của Z Bằng Z trên v đúc trừ 1 cộng với 1 Chữ y Đấy. Được chưa? Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức này. Để các bạn có thừa nhận với nhau là đề ngắn không? Thừa nhận không? Bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn một tuyệt chiêu để làm bài này nhé. Nếu như bạn nào mà chúng ta có thể làm một vài bài liên quan bất đẳng tự mô đun Thì mình nhận thấy một điều rằng là, là bài này có cả Z và có cả với đúc trừ 1. Nhưng thằng này có mô đun của Z. Đúng không? Và ý tưởng ở đây là à chúng ta sẽ phải rút ra cho thầy xem là V-1 một này nó bằng bao nhiêu đã bằng phương pháp mô đun hóa chúng ta có thể là, là à rút ra cái mô đun của duốc trừ một bằng bao nhiêu cái tư duy của chúng ta như vậy đúng không tức là bài này chúng ta làm sao đây làm sao đây chúng ta dùng phương pháp mô đun hóa cho thầy đúng không? phương pháp ở đây là chính là phương pháp mô đun hóa trước nhé dấu cộng đầu tiên này mô đun hóa Đúng không? Và mô đun hóa có nghĩa là mình luôn luôn đặt cái thằng mô đun của Z là bằng M với điều kiện là M của chúng ta không âm. Nó chỉ bằng không khi trường hợp là Z bằng không thôi. Mô đun của số phức không bao giờ âm. Nhớ chưa? Nên phải có điều kiện kèm theo. Kể cả sau này mà chúng ta có thi về bộ công an thì chúng ta vẫn phải trình bày giống như kiểu thầy đã dạy cho các bạn như vậy. Đúng không? Ta có. Thay vào ta có. Tương đương với Z trên cho V đúc trừ 1 bằng này 3 trừ y nhân m nhá. 3 trừ y nhân m. Đúng không? Chỗ này là 1 trừ y chuyển sang bên kia sẽ -1 cộng y. Đúng không? Đó, rồi sau đó thì mình mặc định cho thầy như sau. Thằng này chúng ta có 3m 1 nhóm lại này, 3m 1. Thằng này có -y nhân m mà cộng y thì rõ ràng là chúng ta có quyền đặt dấu trừ ra bên ngoài. Đó, trong ngoặc còn m 1 nhân y đúng không kiểm tra lại này trừ im đúng rồi chính xác cộng y chính xác perfect luôn đúng không ạ được chưa tiếp theo giống tương đương sau khi mình được thằng này bằng thằng này rồi thì bản chất là toàn bộ với bên tay phải của chúng ta cũng là một số phức thằng này là chính là phần thực này thằng này là phần nào này đúng không ạ vậy cái phương pháp mô đun hóa đó là các bạn có quyền lấy mô đun cả hai vế của một phương trình thì phương trình của chúng ta không thay đổi có nghĩa là mô đun của vế trái là mô của z trên cho vế trừ một thì sẽ bằng mô đun của vế phải là mô đun của 3M 1 trừ cho M 1 nhân Y Hiểu không? Thầy đang làm gì? Thầy đang mô đun hóa cả hai vế của phương trình lên Và rõ ràng là đây là mô đun một thương thì Theo tính chất của mô đun thì mô đun của một thương hay mô đun của một tích thì mình đều tách thành tích hoặc là thương các mô đun thành phần Tức là đây có thể có bạn tách ra thành mô đun của Z chia mô đun của với đúc trừ 1. Hiểu không? Mà mô đun của Z thì nó lại bằng M. Hiểu không ạ? Đây là mô đun của một thương mà. Thì mình tách ra thành mô đun của trên tử chia mô đun dưới mẫu. Mà mô đun trên tử của đúng là mô đun của Z nào? Là bằng M. Chia cho mô đun của với đúc trừ 1. Thì bằng. Đây là mô đun số phức đúng không? Căn bậc hai của thực bình cộng ảo bình là 3M trừ 1 bình phương. Đúng không? Cộng ảo bình là cộng với thằng này luôn nhé. M trừ một bình phương. Để chưa Thầy làm rất từ tốn nhá Xem như Từ tốn như cách nghiếu cũ Các bạn trở mặt luôn Tương đương Mình rút ra thầy Mô đun của vế đút Trừ 1 Sẽ bằng Bằng gì Lấy thằng này chia thằng này đúng không Mình có này Bạn nhầm một tốt nhá 9 m bình cộng m bình là chúng ta có 10 m bình này Đúng không Thằng này mới Trừ 6 m Trừ 2 m Các bạn có trừ 8 m Cộng 1 Cộng 1 là cộng 2 tất cả trên cho mờ Đó, đúng không ạ thì các bạn nhớ rằng là đây là một biểu thức này trong căn này thì các bạn hãy ý rằng là nó là một biểu thức mà nó sẽ là có bề có dạng là một parabol bề lõm hướng lên trên tức là nó có giá trị nhỏ nhất hiểu không hiểu không đó nếu như bạn nào mà không chắc chắn thì chúng ta lấy máy tính các bạn bấm được bấm được max min của nó các bạn lấy máy tính bấm này mốt tám luôn bấm trực tiếp luôn còn nếu như bạn nào biết luận được thì chúng ta sẽ dùng parabol cũng được tùy các bạn. Thôi rồi, về máy tính bấm cho các bạn xem. 10m bình là 10x bình. Trừ 8m là trừ 8x. Cộng với 2. Tất cả đem chia cho m là chia cho x. Được chưa? Chia m đây rồi còn gì nữa? À m chia đúng rồi, xin lỗi các bạn, m chia đúng rồi. À, cái này lên cái này, m chia đúng rồi, chúng ta nhập đảo 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 lại, đảo lại đảo lại tí thôi các mờ chia nhá, đảo cái này lên, đảo cái này xuống. Ok rồi, bằng này. Mờ chia, đúng rồi, đó. Căn bậc 2 của 10 m bình trừ 8m cộng 2, đúng rồi. Đó, sau đi các bạn. Nha, bây giờ chúng ta lên bấm này. Mờ chia, mờ chia đúng rồi, x chia cho căn bậc 2 của 10 x bình trừ 8 x cộng 2 đúng không ạ chúng ta bấm thôi x của chúng ta thì là một số gì các bạn một số mờ đúng không tôi chắc chắn nó phải là dương hiểu không mờ chia đúng rồi đúng rồi đúng rồi ok ok cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá đấy có rất nhiều bạn thái hào mỹ duyên đã nhìn thấy Đấy chưa và vấn đề nó nằm chỗ là gì mờ là một số dương nhá đây nói đúng ra là không âm thì nó đúng hơn thì các bạn lấy máy tính bấm từ 0 đến 4 cho thầy đúng ngày là không mười một đó để chúng ta tìm mắc min của nó đúng không ta có ăn này không đấy mình lướt qua thì mình thấy làm sao đây mình nhận thêm một điều nhá nhìn thấy có chúng ta nhận thấy một điều rằng là nó sẽ luôn luôn đạt giá trị lớn nhất là bằng 0,707 tức là nó sẽ bé hơn bằng 1 trên căn 2 1 trên căn 2 nó là trên 0,707 các bạn hoàn toàn kiểm tra lại như sau đây căn 2 trên 2 này đó đúng bằng 0,707 không đây chỉ ra chưa thì mình sẽ suy ra à mô đun của vết đúc 1 nó sẽ bé hơn bằng 1 trên căn 2 này. Ok chưa? Ok chưa? Dấu cộng đầu tiên nhá. Mô đun hóa đã xong. Tiếp theo, biểu thức T là biểu thức mà chúng ta đang cần tìm thì đề bài đang yêu cầu là à giá trị mắc của biểu thức T mà T đang bằng mô đun của V đúc cộng y. Thì mô đun của V đúc cộng y thì các bạn tách nó thôi. Thì bằng đúng là V đúc là gì nào? V đúc trừ 1 đúng không? Sao? Cộng với cộng với gì? À 1 cộng y. đúng không tức là thầy đang thêm bớt đấy bản chất là nó giống nhau mà đây một trừ một hết mà y giữ nguyên này nhưng mà tại sao thầy phải tách như thế này tách các điểm gì tách ra để chúng ta sử dụng bất đẳng thức module là các bạn có module của tổng z 1 cộng z 2 thì nó luôn luôn bài n bằng module của z 1 cộng module z 2 đây là bất đẳng thức module mà cực kỳ hay mà các bạn nên nhớ này bạn còn chưa nhớ cái này thì các bạn lấy giấy bút ra chúng ta ghi vào nhớ nhá đây là bất đẳng thức module nó rất hay khai thác này trong các đề của bộ dạo này là nó khai thác bất đẳng thức mô đun này cực nhiều luôn đặc biệt là đề minh họa của bộ năm 2023 thầy có chữa cho các bạn một bài nó giống như thế này rồi và người ta khai thác bất đẳng thức mô đun này rồi đúng không đó nên các bạn phải nhớ cái này cái gì thì các bạn quên được rồi thì ok nhưng cái này các bạn nên nhớ bởi vì, bởi vì năm nay năm 2023 đó có một câu nó liên quan với bất đẳng thức mô đun này rồi được chưa thì thế tách ra để làm gì để các bạn xem thằng này là Z1 này Z2 Đúng không ạ? Thì tổng mô đun của một tổng thì nó luôn luôn bén bằng tổng các mô đun thành phần là mô đun của thằng V đúc trừ 1 Cộng với mô đun của gì các bạn? 1 cộng Y Đúng không? Thằng này lúc nãy chúng ta tìm ra được nó sẽ bén bằng 1 trên căn 2 Thằng này là mô đun của nó là đương nhiên là bằng căn 2 rồi Được chưa? Được chưa? đó vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là các bạn sẽ suy ra t của chúng ta nó sẽ bằng bằng thôi một trên hai cộng căn hai thì bằng mấy các bạn quy đồng lên cho thầy thôi bằng bao nhiêu ba căn hai trên hai vậy à, đáp án đúng là đáp án gì các bạn đáp án a tức là bài này chúng ta chỉ cần dùng hai bước là một là chúng ta dùng phương pháp mô đun hóa để các bạn rút ra cho thầy mô đun của virus trừ một bằng cái gì bước thứ hai là bài hỏi biểu thức mắc min của một biểu thức nào đấy có thể là bài này v trừ y hay là v cộng y hay v cộng 5 y hay gì đấy thì bản chất nó cũng chỉ là tách ra thêm bớt thôi tất cả nó đều có phương pháp làm trục đúng ạ đây là một bài toán rất hay nó chỉ có thông qua hai bước nhé bước một là phương pháp mô đun hóa bước thứ hai là các bạn tách ra để chúng ta dùng bất đẳng thức mô đun hiểu chưa bạn nào chưa hiểu thì chúng ta comment xuống dưới thầy sẽ giải đáp cho các bạn thêm hiểu không hiểu không câu bốn sáu xong nhá đó thôi chữa nhanh không có thì nhiều bạn không kịp đâu Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 47. 47 như sau. Cho các bạn một đường cong C. À, có hàm số đây đúng không? Hàm số bậc 3 đây. M là một tham số thực các bạn nhá. là parabol đây. Tạo thành hai miền có diện tích S1,2 như hình vẽ sau. Câu này thì thấy nghĩ là nhiều bạn sẽ làm được. Bởi vì bản chất là nó cũng không hề khó. Đúng không ạ? Con này không cần phải tư duy quá nhiều. Được chưa? Các bạn đọc đề nhé, chúng ta có một hàm bậc 3 và một hàm bậc 2. Hàm bậc 2 thì đề bài đã cho các bạn tường minh rồi. Nhưng hàm bậc 3 thì nó đang có chứa tham số m. Có hai đồ thị này nó cắt nhau tại 3 điểm phân biệt, một điểm x1, một điểm bằng 0, một điểm x2. x1 thì đang âm, x2 thì đang dương. Đúng không? Đó, hai miền phẳng x1 s1 và s1 với x2 nhìn vẽ, s1 đây, s2 đây. S1 thì các bạn để ý rằng nó, nó diện tích phần lớn đây này, này. S2 nó diện tích phần bé này này. Được chưa? Và đề bài biết là S1 bằng 8 phần 3 thì giá trị S2 bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta phải tìm được M thôi. Chỉ cần tìm được M là mối chốt đúng không Bạn Trần Thành Trung nói chính xác là chúng ta phải tìm được M. Vậy cái việc đầu tiên của chúng ta là các bạn giải phương trình hoành độ ưu điểm. Chúng ta có C bằng P đúng không? Mình có phương trình này. X mũ 3 cộng mới cộng 2 thì sẽ bằng chữ x bình cộng 2. phương trình hoành độ ưu điểm ấy. để các bạn chuyển với đổi dấu thôi. Đúng không? Chúng ta có x mũ 3 này x bình này cộng mơ x này bằng không Mình đặt x làm nhân từ chung trong mà còn x bình cộng x cộng mơ bằng không đúng không thì nó có hai trường hợp một x bằng không này hai x bình cộng x cộng mơ bằng không đúng không thì các bạn hiểu một điều nha các bạn hiểu hiểu nhá đến đây mình phải tư duy rồi chứ không phải làm theo kiểu sù sù được đúng không một nghiệm bằng không là ok rồi đây điểm này vậy cái phương trình thứ hai này này Phương trình thứ hai này là một cái phương trình nó cực kỳ quan trọng, nó là có nhiệm vụ là đẻ ra hai nghiệm x1 và x2. Đúng không? Nếu như bạn nào cực kỳ tinh tế thì các bạn có một nhận xét cực kỳ hay đó là x1 nó đang âm, x2 nó đang dương. Nếu một nghiệm âm và một nghiệm dương nhân vào với nhau thì hiển nhiên chúng ta có Vs x1 nhân x2 bằng C trên A là bằng M chia 1. Nó chắc chắn về âm. Hiểu không? Một nghiệm âm nhá và một nghiệm dương. Nhìn thấy biết bằng mắt nữa. X1 này có đúng là nó nằm bên trái của trục UI y không? Thì nó phải âm. X2 nó phải dương. Thì hai thằng này trái dấu nhau thì nhân vào với nhau thì hiển nhiên phải âm. Thì theo viết các bạn có x1 nhân x2 bằng c -A là m trên 1. Vậy chúng ta có điều kiện là m đầu tiên là phải âm trước. Đúng không? Mình phải tìm cách tìm ra giá trị m. Thứ hai là à cái phương trình này nó chính là phương trình nó đẻ ra x1 với x2. Tức là x1 nó là nghiệm phương trình này, x2 nó cũng là nghiệm của phương trình này. Đúng chưa? Nhưng mà vì đề bài nó liên quan F1 Nên chắc chắn phải liên quan đến X1 Vì vậy ta có Phương trình đầu tiên X1 nó là nghiệm của phương trình này Thì có X1 bình Cộng X1 Cộng M sẽ bằng 0 Tương đương với M của chúng ta Sẽ bằng chứ X1 bình Chứ X1 Đây là cái phương trình đầu tiên của chúng ta Cần phải chốt hạ lại Thầy gọi là phương trình 1 Hiểu không? Đó Dấu cộng đầu tiên xử lý sau nha Dấu cộng thứ hai, thầy làm đằng bên này luôn cho các bạn này, hay làm thế này, làm bên này đi. Làm bên này, dấu cộng tiếp theo. Từng bước từng bước một thôi, không phải vội. Đề bài cho các bạn S1 bằng 8/3. Vậy S1 là cái gì? S1 đây này. Nhìn thấy không? S1 nó chính là tích phân cận từ x1 đến 0. Của cái phương trình lấy bậc 3 trừ đi bậc 2 có trị tuyệt đối nhưng nhưng thực ra bài này thì không cần trị tuyệt đối nữa cũng được Sao không cần chịu tối nếu các bạn thích làm bình tĩnh nhá những cách nếu cú trở mặt này các bạn phải làm như thế này này chịu tối của fx trừ x đích hiện tại bằng 8 phần 3 đúng không làm từ tốn là như vậy bình thường diện tích luôn luôn có chịu tối thế nhưng mà vì trong bài này chúng ta thấy rằng là x1 đến 0 làm sao đồ thị bậc 3 nó nằm trên đồ thị bậc 2 thì các bạn sẽ có lấy nhiệm vụ lấy bậc 3 trừ bậc 2 bậc 3 trừ bậc 2 thì nó cũng là phương trình này luôn Đúng không ạ? Thì các bạn có luôn nhé không cần phải trị tuyệt đối nữa. Mình biết luôn dương rồi. x mũ 3 cộng x bình cộng mx dx bằng 8/3. Đúng không? Thì các bạn giải ra thôi, nguyên hàm của thằng này có đúng bằng x mũ 4/4 nào? Cộng với gì? Nguyên hàm của x bình thì bằng x mũ 3/3. Nguyên hàm của mx lại bằng mx bình/2. trên 2. Đúng không? Đó, cận từ x1 đến 0 thì bằng 8/3. Mà các bạn phải nhớ rằng là lấy cận trên trừ cận dưới, cận trên thay vào thì mặc định bằng 0. Đừng gãi nhá. Cận dưới thay vào thì tất cả những cái gì có x thì các bạn thay bằng x1. Chúng ta có lấy cận trên là lấy 0 trừ đi thì rõ ràng nó bằng gì? trừ m đơn x1 mũ 4 trên 4 cộng với x1 mũ 3 trên 3 cộng m x1 bình trên 2 bằng 8 m 3. Hiểu không? Nhớ lệnh cận trên trừ đi cận dưới Cận dưới là bằng thằng này nhưng phải có dấu trừ Sau đó các bạn chuyển về đổi dấu Thì các bạn tương đương này, thầy viết tương đương ở dưới này cho các bạn nhé Nhìn thấy được không? Bạn nào mà không kịp nhìn thì các bạn chép vào nhá Thầy bỏ dấu trừ sang bên này đi thầy Có x1 mũ 4 trên 4 Cộng x1 mũ 3 trên 3 Cộng m đúng không? M là gì? M là thằng này Đấy, m thằng này này Thay đây không ạ? Lấy m thằng này, chúng ta tay ra đây một vòng trái đất chúng ta lại tìm đến nhau đây các bạn hiểu không à tức là nó sẽ đưa về một phương trình nó chỉ có x một mà tìm x một thì chắc chắn thay đây chúng ta tìm được m đơn giản là như vậy đúng không thay cái này chúng ta có mời các bạn thay x một nhé tóm lại đó chính là bằng gì trừ x một bình trừ x một thì đặt cho trừ ra ngoài luôn chúng ta có x một bình cộng x một nhân với x một tất cả bình trên hai bằng trừ tám phần ba bởi vì dấu trừ này thì chuyển sang bên này rồi nhá Thế nó còn một phương trình cho chỉ có x1 thôi các bạn bấm shift xôn cũng được để tìm x1 nhưng x1 phải âm nhé các bạn bấm máy tính luôn đúng chưa ta có x mũ 4 trên 4 cộng với làm sao x mũ 3 đúng không ạ trên 3 trừ cho 11 đơn x bình cộng x nhân x bình đúng không x bình cộng x Đó, đóng hoặc lại nhân x bình tiếp nhân x bình tiếp đúng không tất cả phần bao nhiêu nhỉ Phần bao nhiêu đây? Phần 2 đấy. Được chưa? Trừ 8 phần 3 thì chuyển sang là cộng 8 phần 3 bằng 0 thôi. Gì mà các Bấm shift son này. Nhớ là giá trị âm thì các bạn do tiểu trừ 2 bằng nhỉ hả? Mình chỉ cần tìm ra một giá trị thôi là bằng trừ 2. Đúng không ạ? Được chưa? Vậy chúng ta bấm shift son thì mình tìm ra x1 bằng trừ 2. Tại sao thầy lại có cơ sở như vậy để bởi các em hiểu là x1 nó đang âm? Thì rõ ràng khi các bạn tìm giá trị nhé, giả sử phương trình này có rất rất nhiều nghiệm khác nhau đi Nhưng chúng ta sẽ luôn luôn lấy nghiệm âm Đúng không ạ? Và sau khi các bạn tìm được x1 âm rồi thì hiển nhiên chúng ta thay đây, chúng ta tìm được m của thầy bằng mấy nha. Trừ 2 vào đây này. Đó, trừ 2 bình lên thì các bạn có bằng uh, trừ 4. Trừ 4 mà trừ đi trừ 2 thì cũng là bằng trừ 2 luôn. Vậy sau khi m bằng trừ 2 rồi thì mình sẽ suy ra cái hàm số của chúng ta nó hoàn toàn từng minh. Đúng không? Đó. Đó là gì đây? Sau khi m bằng trừ 2 rồi đây, chúng ta thay đây. Thì hàm số C của chúng ta nó chính là bằng x mũ 3 trừ 2 x cộng 2 và cái đồ thị của parabol P nó chính là bằng trừ x bình cộng 2 được chưa và đây bài hỏi S2 bằng bao nhiêu S2 là cái thằng này này thì bây giờ chúng ta phải tìm nốt x2 thôi nếu như bạn nào mà nhầm tốt thì chúng ta sẽ hiểu như này đây phương trình này này phương trình nó đẻ ra hai nghiệm x1 với x2 thay m trừ 2 ở đây đúng không thay m trừ 2 ở đây chúng ta có nhầm này x bình cộng x trừ 2 bằng 0 thì các bạn có hai nghiệm, một là nghiệm bằng 1. Hai là nghiệm bằng trừ -2 đúng không? Vậy nghiệm x1 này nó x bằng 1 này là nghiệm x2, thằng này là x1 luôn. Đúng không? Thế thôi rồi, xong rồi. Thì có phải là à cái thằng diện tích S2 là cái thằng chúng ta cần tìm nó là bằng tích phân cận từ 0 đến mấy? 0 đến 1 của trị tuyệt đối Fx dx tức là trị tuyệt đối của thằng này. x mũ 3 cộng x bình và trừ 2x điếc hiểu không đó thì bấm máy tính thôi gì mà căng tích phân cận từ đâu không đến một chị ta đối này x mũ 3 đâu cộng x bình đúng không trừ hai x đúng không đó, các bạn bấm bằng cho thầy nó sẽ ra bao nhiêu các bạn năm phần mười hai xong năm phần mười hai đã... à sao? Các bạn thấy hay chưa? Bài này là bài toán cực kỳ đỉnh nhỉ mà. Về nguyên tắc là như sau nguyên tắc là chúng ta phải tìm x1 trước bởi vì có một dự kiện liên quan s1 đây tìm được x1 chắc chắn chúng ta tìm được m sau khi tìm được m thì bài toán nó sẽ giải quyết chỉ cần ba bước đơn giản cách tư duy chỉ có như vậy được chưa tiếp theo chúng ta chuyển sang một câu nó cực kỳ hay nữa đó là câu số 48 đó, sau câu 48 thầy sẽ quay trở lại làm cho các bạn hai câu cực kỳ đỉnh nữa đó là câu số 42 câu này là câu mà nói gọi là đỉnh của job này các bạn này nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản một tí nào Câu 44 nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản một chút nào. Được chưa? Nhớ nhắc thầy hai câu này nhá. Hai câu không bao giờ được quên, tiếp tục câu 48 trước đã, cứ từ từ bình tĩnh. sẽ cố gắng chữa cho các bạn càng nhiều càng ít, đúng không? Bạn nào cần cắt lại câu 47 thì chúng ta cắt lại nhé Mà đương nhiên bạn nào đang xem thì chúng ta cứ chia sẻ về, tí nữa thầy sẽ ẩn mất hoặc thầy xóa mất thì lại không xem được. Được chưa nào? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 48 các bạn nhé cố gắng lên gần thi đến nơi rồi không có chỗ cho những sai lầm đâu không ạ tôi chăm chỉ học nó sẽ thành công sẽ đến nhá đó được chưa bạn nào đang xem thì chúng ta sẽ ờ, gì nhỉ tạo thêm một tim đó nhá <laughs> nào câu bốn nhìn vào đây đề nó rất là hay đúng không ạ cho các bạn một đồ thị hàm số hết AX mũ 3 cộng B bình cộng C cộng D có hai điểm cực trị là A và B chắc chắn là dựa vào hai điểm cực trị này chúng ta sẽ tìm ra cái hàm số gốc được người ta gọi là truy được cái hàm f này chắc chắn nó sẽ tìm ra được bởi vì bản chất nó sẽ có bốn lần abcd thì có bốn phương trình được chưa được chưa thầy sẽ dạy cho các bạn cách rất nhanh như sau ta có đầu tiên nha chúng ta truy hàm trước nhá truy hàm vì hàm f này nó có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị nó thuộc thằng này nên chúng ta có tổng cộng 4 phương trình Phương trình thứ nhất nó là nghiệm thằng này đúng không Các bạn có x bằng 0 thì y bằng 3 Thay đây 0 0 0 d bằng 3 Đừng hỏi vì sao nha Tiếp tục b bằng 2 và 1 Thì có nghĩa x bằng 2 thay vào và y thay bằng 1 Ta có 2 mũ 3 bằng 8 là 8a 2 bình là bằng 4 4b 2c Cộng d là cộng với 3 Thì bằng 1 được chưa? Tiếp tục. Là nó vi hai điểm cực trị nên nó phải là nghiệm của đạo hàm thì các bạn tính f'(x) ra này. f'(x) các bạn tính ra bằng 3ax bình cộng 2bx cộng c. Đúng không? Chúng ta cho bằng 0 thì nó sẽ đẻ ra hai điểm cực trị đó là x bằng 0 và x bằng 2. Đây đây. x bằng 0 đúng không? Đó tức là các bạn thay bằng 0 rồi nhé nhá, bằng 0. Tiếp tục. Thay x bằng 2 vào đây, chúng ta có 2 bình là bằng 4 4 nhân 3 là 12a. Đúng chưa? Thế 2 ở đây, 2 x 2 là bằng 4, 4B. Bằng 0. Vậy, chốt lại là chúng ta có hai phương trình cực kỳ hay là D bằng 3 này, C bằng 0 này. Đúng không? Các bạn nhầm đi. 8A 4B. a 4B bằng mấy nhỉ? C bằng 0 thôi. Theo đây. Là trừ 4. Đúng không? 12A. 4B. Thì bằng 0 thì các bạn nhầm đi. A mấy? B mấy? C 0. Điền 3. Đúng không? Nhầm nào, lấy hai thằng này trừ nhau thì các bạn có 4a bằng 4 thì a bằng 1. Mà a bằng 1 thì b của chúng ta tính sưng sưng là bằng mấy nha? -12 trừ 4 là bằng trừ -3. Đó, đúng không? Và sau khi các bạn tìm có ABCD thì gióm lại là chúng ta sẽ truy ra cái hàm số FX của chúng ta là tường minh nó là bằng x mũ 3 này. trừ 3x bình -3. cộng 3. Đó, hàm FX của chúng ta đã tường minh các bạn nhá. Dấu cộng thứ nhất đã xử lý xong. Mấu chốt đã tiếp theo, dấu cộng tiếp theo này. Đề bài cho các bạn một phương trình như thế này. Các bạn đừng có vội mà cũng đừng bao giờ lo lắng cái phương trình này bởi phương trình này chắc chắn cho sẽ có một cái dụng ý cực kỳ hay nhìn có vẻ nó rất dườm dào và cực kỳ cồng cành nhưng đối với những bạn mà chịu khó kiên trì thì thầy tin là các bạn sẽ làm được không cần phải có tư duy quá tốt bởi vì sao biến đổi một chút xíu như sau bốn mũ f của fx thì nó là bằng hai mũ hai nhân với f của fx đúng chưa tiếp tục trừ các bạn xem như mình chưa biết gì đi mình cứ biến đổi đại đi đã hai mũ thằng này cộng lại với nhau thì các bạn tách thành hai mũ fx nhân với hai mũ f của fx đúng không nhân hai số mũ hai lũy thừa có cùng cơ số thì các bạn lấy số mũ cộng vào với nhau tương tự cộng đây ba này nhân với hai mũ này f của fx giữ nguyên này đúng chưa thằng này chuyển sang đi trừ ba nhân với hai mũ fx bằng không theo như mình chưa biết gì thì mình làm sao nhỉ mình cứ biên độ đại đi đã bài này không phải là bài toán tuần tư duy mà bài này chúng ta chỉ cần kiên trì là được thôi vậy chúng ta làm nhau đây bây giờ chúng ta phải nhìn này xem có gì giống nhau không? F^x F^x. Thằng này có hai mũ F^x. Thằng này có hai mũ F^x. Tức là mình nhóm cái thằng số 1 và thằng số 3 với nhau. Thằng số 2 với thằng số 4 với nhau. Đúng không? Nhóm nó lại với nhau. Các bạn xem nhá. Thằng này các bạn có hai mũ F^x này, thằng này có này thì thầy có đặt hai mũ F của F^x làm nhân tử chung. Đúng không? Trong ngoặc sẽ còn lại là thằng này vẫn còn lại một thằng nữa hai mũ của em không? Cộng với 3. Đó. Nhóm cái số 1 và cái số 3 với nhau. Cái số 2 và cái số 4 với nhau. Tiếp tục. Đặt dấu trừ ra ngoài. Các bạn để ý rằng là chỗ này có trừ 2 mũ FX. Chỗ này cũng có trừ 2 mũ FX. Đúng không? 2 mũ FX làm nhân tử chung. Trong mặt sẽ còn lại là gì? 2 mũ F của FX. Đó. Và cộng với 3. Bằng 0. đúng không? Thế các bạn thấy xuất hiện nhân tử chung chưa? Vậy tóm đi tóm lại là các bạn có đều thằng thằng này nhân tử chung này thì các bạn có hai mũ f của fx cộng 3 tất cả đem nhân với hai mũ f của fx trừ đi hai mũ fx bằng không đúng không đơn giản nào Thế nhưng mà các bạn nhớ thằng này là không bao giờ không bao giờ bằng không được. Bởi vì các bạn nhớ là hai mũ thằng nào thì nó cũng dương mà cộng thêm ba nữa thì nó trao của dương. Thì suy ra thằng này là nó lớn hơn dương này. Dấu bằng nó chỉ xảy ra ở thằng này thôi. Và nếu như bạn nào mà tư duy tốt, các bạn có hai mũ thằng này bằng hai mũ thằng kia khi thằng mũ bằng nhau. Bởi vì nó đều có cùng cơ số 2. Vậy cái phương trình cuối cùng các bạn rút ra đó là F của Fx nó bằng Fx Được chưa? Được chưa? Đấy, nó rất là hay rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có chuyển sang dấu cộng thứ ba. Các bạn sẽ đặt fx bằng t. Thì mình sẽ suy ra cái phương trình này nó sẽ có dạng là ft bằng bằng t. Đúng không? Đặt fx bằng t thì đây là ft bằng t. ft bằng t thì các bạn sẽ giải được phương trình này nó rất đơn giản bởi vì fx các bạn có. fx đã có đây này. Thì ft bản chất là thay tất cả những cái gì x thì nó đặt thành t. Tóm lại nó bằng 3 chứ 3 t mũ 3 3t bình 3 t. Các bạn chuyển về đổi đầu dấu chúng ta có 3 chứ 3 t mũ 3 3t bình t 3 0. Thì các bạn giải ra chúng ta có mấy nghiệm đây? Ba nghiệm đúng không? Các bạn này mới tính bấm nhé. 1 9 2 3. 1 bằng, -3 bằng, -1 bằng, 3. Bằng. Các bạn có tổng cộng là ba nghiệm là t bằng, chứ -1. Đúng không? t bằng 3 và t tiếp theo là bằng một đó đúng không tức là các bạn có ba nghiệm t thì bây giờ chúng ta trả về nghiệm cũ đặt fx bằng t thì các bạn có ba nghiệm của t đúng không thì các bạn cũng tương đương với fx Các bạn có ba nghiệm vậy tóm lại tương đương với làm sao t bằng trừ một thì tương đương với fx bằng trừ một tiếp tục fx bằng mấy bằng ba và fx bằng mấy các bạn fx bằng một các bạn nhớ fx của chúng ta có rồi đây thì chắc chắn chúng ta giải được ba phương trình này nếu như bạn nào mà thích giải theo kiểu bấm máy tính thì mình cứ thay vào đây mình bấm xem có bao nhiêu nghiệm là được còn một số bạn mà tư duy nó tốt hơn thì bản chất của tất cả ba phương trình này đều là tương giao của đồ thị fx và các đường thẳng đúng không và đồ thị fx này chính là đồ thị bậc 3 có hệ số a dương và có hai điểm cực trị thì nó có dạng như thế này đó đây là đồ thị của chúng ta các bạn chỉ cần bấm cực đại cực tiểu thôi đúng không chúng ta bấm này một bằng trừ ba bằng không bằng và 3 bằng. À, cực đại đầu Cực đại đó là 03. 03. Cực tiểu đâu? 2 chữ 1. 2 chữ 1. Đúng không? Thì rõ ràng là đường thẳng fx bằng chữ -1 thì có phải là giao của đồ thị fx này và đường thẳng y bằng chữ -1 đâu. Chữ -1 nằm đâu đây? Chữ -1 đây. Đường thẳng y bằng chữ -1 đây. Đó, thằng này có mấy nghiệm Có hai nghiệm Đúng không? Tiếp tục. Fx bằng 3 đâu? Thằng này bằng 3 này. Fx bằng 3 đây. Có hai nghiệm tiếp. Đúng không? Fx bằng 1 đâu? 1 đâu? 1 thì nó nằm giữa trừ 1 đến 3 đây. Thì 1 đây. Có 3 nghiệm. Đó, tổng lại thì các bạn có 2 cộng 2 cộng 3 thì đó đang là 7 nghiệm thì các bạn chọn là C sau. Đấy, được chưa? Câu 48 nó rất là hay, nó chỉ có đến đây là đủ rồi bạn nào mà chúng ta đang còn mắc ở chỗ nào thì rõ ràng là các bạn cứ cáp lại thì nữa mình xem về nhà xem sau hoặc là các bạn lưu lại video này chúng ta sẽ xem sau đúng không đấy được chưa đề này cho cực trị của fx luôn rồi mà thầy ừ, nếu như không cần bấm lại thì thôi đâu có đề bài cho cực trị là không ba và hai và trừ một đấy bản chất là tất cả ba phương trình này đều phương trình tương giao của đồ thị fx và các đường thẳng y bằng đúng không ạ đó chính là câu 48 nhá tiếp theo nó có câu số 42 và câu số 44 là những câu cực kỳ đỉnh nên thầy sẽ cố gắng chữa cho các bạn luôn Câu này là hai câu nó rất là đỉnh đấy. Câu 42 có bạn nào chịu không? Đến câu 42 thì rất nhiều bạn chịu nhưng thầy sẽ dạy cho các bạn một cách cực kỳ hay luôn như sau. Bài này mà không làm được thì nó hơi phí. Nào, chịu câu 42. 42 nhá. 42 các bạn nào làm được không? Thầy tin chắc là nhiều bạn không làm được. Nói cho nó nhanh. Đúng không? Vì sao? Bởi vì nó khá là là nhả Và thầy sẽ dạy cho các bạn những cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất như sau. Bộ 42 trong ly và C ở đây. Trong không gian với hệ tọa độ OIZ cho bạn điểm A và hai đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2 cho đường thẳng chắc chắn chúng ta sẽ biết được vectơ chỉ phương và điểm nó đi qua đồng ý không rồi D là một đường thẳng đi qua A D cắt delta 1 đồng thời góc tạo bởi giữa D và delta 2 nhỏ nhất câu này thì nó sẽ có một cái điểm nhấn đố các bạn biết điểm nhấn trong bài này là cái gì chúng ta phải căn cứ vào đấy để chúng ta sẽ làm một cách nhanh nhất đó là gì đó là gì các bạn các bạn đọc đề đi đề nó rất là dài và cực kỳ lòng hoàng nhưng mà không quan trọng quan trọng nhất là nó sẽ có một cái cây quất và các bạn phải căn cứ vào cây quất đấy để chúng ta mở khóa cái vấn đề ra tư duy giải vận dụng cao là như vậy nó sẽ có một cái chìa khóa ở đấy các bạn đọc xong chìa khóa này các bạn đã biết mở luôn đó là gì được cắt được cắt là cắt đường thẳng ấy thì chúng ta sẽ luôn luôn tham số hóa điểm cắt đấy theo phương trình tham số của đường thẳng đúng không mình gọi điểm B là điểm cắt đấy tức là điểm B này nó đang thuộc sang nào đây đường D là đường thẳng đi qua D cắt delta một tức là điểm B này thuộc delta một thì mình sẽ suy ra tham số hóa điểm B đấy theo phương trình của đường thẳng delta một đúng không đây delta một đấy nhá cho, cho, tất cả bằng a đi thì chúng ta có nhân chéo chuyển với đổi dấu nhá 2a cộng một đúng không thằng này a cộng hai tiếp tục trừ a trừ hai đó điểm a có chưa điểm A có rồi thì các bạn sẽ suy ra đường thẳng D là đường thẳng đi qua điểm A và đi qua điểm B thì các bạn sẽ suy ra U delta chính là bằng vector AB đúng không AB lấy điểm A trừ điểm, à, điểm B trừ điểm A thôi đấy B đây trừ A đây nhầm đi 2A cộng 1 trừ đi trừ 1 2A cộng 2 đúng không A trừ 2 trừ 0 thì A cộng 2 tiếp tục trừ A trừ 2 trừ đi trừ 1 thì chúng ta có trừ A trừ 1 Được chưa? Tiếp tục dấu cộng thứ nhất xử lý xong dấu cộng thứ hai có một thứ mà các bạn bị luận đó là góc tạo bởi đường thẳng d và đường thẳng thứ hai nhỏ nhất góc tạo bởi giữa đường thẳng thì chúng ta sẽ luôn luôn dùng cái gì dùng cosin alpha góc tạo bởi giữa đường thẳng thì nó luôn luôn là một góc không tù tức là nó nằm trong đoạn từ 0 độ đến 90 độ tóm lại chúng ta dùng định lý cosin góc tạo bởi giữa hai vectơ chỉ phương của nó bằng tích vô hướng trên tích độ dài u delta nhân U delta 2. Đúng không ạ. Có chuyện đối trên độ dài U delta. Nhân độ dài U delta 2. Bằng. Nhớ là chuyện đối nha. U delta 2 đầu. Đây. Nhìn này. Trừ 1, 2, 2. Bạn có nhân nhầm được tốt. Chúng ta có luôn như xây như sau. Trừ 1 nhân thằng này là các bạn có trừ 2A. Trừ 2. Cộng 2 nhân thằng này là các bạn có cộng 2A cộng 4. Đúng không ạ? Cộng 2 nhân thằng này là các bạn có trừ 2A trừ 2 trên độ dài delta đây độ dài này ta có các bạn nhầm nhá 4 nhân a cộng 1 tất cả bình thằng này có a cộng 2 tất cả bình thằng này bình phương lên thì cũng là a cộng 1 bình phương luôn hiểu không làm sao nhân với mấy nhân với mấy nhân với độ dài của u delta 2 là 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình là nhân với 3 thầy viết 3 ở đây Được chưa? Tiếp tục bằng trừ 2a cộng 2a hết, chúng ta còn triệt được cái trừ 2a. Thằng này là còn lại là trừ 2 cộng 4 trừ 2 hết. Vậy trên tử nó còn bằng 2. Nhân trị tuyệt đối của trừ a thì cũng là trị tuyệt đối của a. Tất cả trên chỗ 3. Nhân căn bậc 2 của nhầm này, 4a bình cộng a bình cộng a bình là bằng 6a bình. Đúng không? Thằng này chúng ta có 2a nhân 4 là 8, 8 cộng 4 là 12, 12 cộng 2 là 14A. Đó, đúng không? Tất cả cộng với 4 cộng 4 cộng 1 là cộng 9. Đồng ý không? Sau đó thì mình có thể mình biện luận trực tiếp luôn. Hoặc là các bạn chia tất cả cho cho A. Đúng không ạ? Cho A bình thì nó đúng hơn. Cho trị đổi A thì đúng hơn. Vậy thầy có này tương đương rồi ấy. Cốt alpha nó sẽ bằng 2 trên 3 căn bậc 2 của mình chia tất cả hai về cho A nhé à, chia tất cả tử cả mẫu cho A thằng này chia hết rồi thằng này chúng ta chia cho A bình thì thấy có 6 này hoặc là chúng ta chia A bình thì bằng 9 trên A bình cộng với 14 trên A cộng với 6 Hiểu không? Tức là thầy đang chia đồng thời cả từ cả mẫu cho cho A, cho, cho chiếc đối của A thằng này thì chia hết rồi nhưng thằng này phải chia a bình ở trong căn đúng không bây giờ chúng ta cùng biện luận này đề bài bảo là góc nhỏ nhất thì góc nhỏ nhất khi cốt alpha như thế nào góc nhỏ nhất bằng không thì cốt alpha bằng một đúng không tức là góc càng nhỏ thì cosine của nó lại càng lớn Óm lại bây giờ chúng ta phải tìm a để thằng này làm sao để ra thằng này ra sẽ trị mắt mình biện luận nha chúng ta phải nhìn vào đây biện luận này cái tư duy nó nằm ở đây càng bé thì cốt của nó càng lớn và cụ thể luôn cho các bạn là nếu góc bằng không độ thì cosin bằng một đúng không đây bài bảo góc càng nhỏ thì suy ra là à cái cosin của chúng ta càng lớn và sau đó thì các bạn hiểu này đây là một phân số thằng này phân số đạt giá trị lớn nhất khi cái mẫu của nó đạt giá trị min tương đương với 9 trên a bình cộng 14 trên a cộng 6 phải là min đồng ý không một phân số mà tử không thay đổi tử là bằng hai phần ba chia cho mẫu để càng lớn thì cái mẫu của nó càng bé đúng không mình đặt một trên a bằng t thì thằng này nó sẽ là bằng chín t bình cộng mười bốn t cộng sáu đây là một parabol có hệ số a dương thì bề lõm của chúng ta nó hướng lên trên đỉnh của parabol này các bạn bấm được các bạn lấy máy tính bấm đỉnh của bạn nói nhá, 1922. Các bạn có 9 bằng, 14 bằng và 6 bằng. Đúng không ạ? Đỉnh của nó đây, 7 7 phần 9. Chấm phẩy. 5 phần 9. Và sau khi mình bấm được xong thì mình sẽ hiểu rằng là nó đạt giá trị bé nhất là bằng 5 phần 9 khi T bằng 7 phần 9. Và chúng ta cần là cần phải tìm cái T này này. Các bạn sẽ suy nhá. Đạt giá trị min. Min. Khi và chỉ khi T bằng trừ 7 phần 9. T này nó chính là 1 trên A. 1 trên A bằng trừ 7 phần 9 thì các bạn sẽ suy ra A của thầy bằng trừ 9 phần 7. Hiểu không? Rất đơn giản và đây là cách ngắn gọn nhất trên cuộc đời này cho các bạn làm bài này, này. Sau khi các bạn tìm A bằng trừ 9 phần 7 thì các bạn sẽ suy ra đường thẳng D hoàn toàn chúng ta xác định được. Đường thẳng D là đường thẳng cần tìm khi biết được điểm nó đi qua và vector chỉ phương. Và xin thưa với các bạn điểm nó đi qua đó đó là điểm A. Đúng không? Đây Thì mà đây nhá Trừ 1 Không Trừ 1 Vector chỉ phương của nó Chính là vector gì các bạn? Vector chỉ phương đường thẳng nào đây? Đây Vector AB Mình chỉ cần thay A bằng trừ 9.7 vào đây Đó Đúng không? Thì các bạn tìm ra vector chỉ phương thôi Nào chúng ta lên mê tính bấm nhá bạn nào mà không nhầm được thì bấm đi 2A Là 2 x 9.7 đúng không? Nhân với đó, đúng không? Phân số của chúng ta là trừ 9 chia 7 cộng với 2. Bằng bao nhiêu đây? Trừ 4 phần 7. Tiếp tục. Tiếp tục A 9 7 thay vào đây. A cộng 2 đúng không? Trừ 9 phần 7 cộng 12 là chúng ta, chúng ta bằng mấy nha? Trừ một đơn 9 phần 7 đúng không ạ? Cộng 12. Các bạn có bằng bao nhiêu? 5 phần 7. Và cuối cùng đó chính là 9 phần 7 trừ 1. Đúng không ạ? 9 phần 7 trừ cho 1 thì chúng ta có bằng 2 phần 7 đó, nhân rút gọn cho 7 đi thì các bạn sẽ có đó là bằng uh, trừ 4 5 2 hoặc là 4 4 trừ 5 2 cũng được Đấy, được chưa nào Sau khi biết được điểm nó đi qua Và đường vector chỉ phương Thì chắc chắn phương trình đường thẳng D các bạn có luôn Là x trừ x0 trên A X cộng 1 Trên trừ 4 Bằng y trừ y không bằng y trên cho 5 và bằng z trừ z 0 là z cộng 1 tất cả trên cho 2 đây là phương trình đường thẳng d mà các bạn cần tìm sau khi tìm được đường thẳng d thì rõ ràng là chúng ta thay tất cả bốn điểm này vào đường thẳng này thì nó chỉ có một đáp án đúng duy nhất đó là đáp án c đó, để chơi nào đó là câu số 42 đây là cách nhanh nhất hay nhất và đỉnh của chóp nhất mà các bạn cần phải tham khảo ngoài cách này ra nó không bao giờ có cách nào nó ngắn hơn được đâu mặc dù bài này có tận ba cách để làm nhưng cách này thầy đã nói với các bạn là cách ngắn gọn nhất đó là chúng ta dùng cái cây quất từ khóa cắt để các bạn biết luận tìm ra à? a xong câu 42. luôn luôn là cách nhanh nhất hay nhất và đỉnh nhất chỉ có biết luận mỗi một thằng duy nhất là biết luận dưới mẫu thôi bài này dùng rất nhiều và thầy hy vọng năm nay có một câu như thế này quá hay Được chưa? Là có 42 bạn nào cần cáp lại màn hình chúng ta cáp luôn. Tí nữa thì không kịp cáp đâu các bạn. Được chưa? Và có một câu 44 mà thầy tin chắc là nhiều bạn cũng không thể làm được. Bởi vì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể tìm được diện tích đáy. Thế sẽ hướng dẫn cho các bạn câu 44 như sau. Được chưa? Cho một hình chóp ABC có đáy là một tam giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt đáy là trung điểm H của cạnh AB. Đó, biết SH bằng A căn 3 trên 2 và mặt SAC vuông góc với mặt phẳng SBC thì thể tích của cho. câu <laughs> này thì nó rất là dị đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ chú ý câu này nhá. Ừ, ABC đây đúng không? SH vuông góc đài, ok, chúng ta vẽ SH vuông góc đài đây. Đó, đến đây giờ thầy cũng vẽ vẫn vẽ tay hết. Cần phải vẽ thước làm gì cho mất thời gian. S đây, A đây, B đây, C đây, H đây hát là trung điểm AB đúng không ạ đó và đó là đề bài chỉ cho các bạn một cái duy nhất thôi đó là chiều cao SH bằng A căn 3 trên 2 được chưa mặt phẳng SAC mặt phẳng SAC này nhìn SAC là mặt bên vuông góc với mặt phẳng SBC hai mặt phẳng này cùng vuông góc với nhau đúng không tìm thể tích của cho đó, tìm thấy có cop 44 bạn đã làm được không thầy hỏi thì vui thì thôi mà thầy biết các bạn không làm được đâu <laughs> được chưa thì các bạn nhớ cho thầy một điều như này này tìm cái tích chop thì có nghĩa là đề bài cho các bạn chiều cao sh rồi đúng không ạ trong tâm tâm chúng ta thừa biết là các bạn phải tìm được gì tìm một cạnh đáy cái đáy là gì là một tam giác đều các bạn chưa biết cạnh thì chúng ta gọi cạnh bằng x có thể các bạn cạnh ab bằng x thì bc cũng bằng x và ac cũng bằng x đúng không đúng không à tìm được x là nó sang ngay mà làm sao tìm được x nó là vấn đề <laughs> cho hai các bạn cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì chúng ta phải xác định xem một góc nào là góc tạo bởi xem mặt phẳng trước bài này nó phải làm như sau chúng ta nối c với h với nhau có phải các bạn các bạn thừa nhận là tam giác abc là tam đều không h là trung điểm của ab thì hiển nhiên ch của chúng ta cũng vuông góc với ab Được chưa? Từ tam giác SHC, từ điểm H thầy kẻ HK vuông góc SC. Các bạn nghe thầy cách thể dựng nhá. Trong tam giác SHC thì đọc cực kỳ từ tốn, chậm rãi luôn nhá. Trong tam giác SHC, từ điểm H thầy kẻ HK vuông góc SC, tức là nó đã theo cách dựng. Đúng không? Thì thầy chứng minh này. Đội dấu cộng đầu tiên ta có ta có cái gì? AB vuông góc với thằng SH và AB vuông góc với thằng nào? CH để suy ra AB vuông góc với toàn bộ mặt phẳng SHC dẫn đến AB cũng vuông góc nốt với thằng nào? SC nhìn nó kỹ nhá nhìn nó kỹ vào thầy nói thật cự thật sự chậm cho các bạn AB là vuông góc với toàn bộ mặt phẳng SHC thì hiển nhiên AB ở vuông góc SH nếu như bạn nó tinh tế một chút xíu thì chúng ta sẽ suy ra thằng HK này đường vuông góc chung của thằng SC và thằng AB không cãi được đâu nhưng điều đó không quan trọng quan trọng như sau đã có nhá dấu cộng thứ nhất đã xử lý xong SC này này đúng không vuông góc với a h, h K ta có tiếp tục này dấu cộng tiếp theo sc lại vuông góc với h K theo cách dựng đó và sc này lại vuông góc với cạnh gì ab đúng không đó xin lỗi các bạn nhé chỗ này ab đúng không ab này vuông góc sc đây thì các bạn sẽ suy ra cái gì SC này nó vuông góc với toàn bộ mặt phẳng đúng không ạ HK đây AB đây SC nó vuông góc với toàn bộ mặt phẳng AKB đúng không ạ AKB rồi AK lại với nhau KB lại với nhau nhé từ tốn nhá <laughs> chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn nhìn kỹ vào tại sao thầy phải chứng minh SC vuông góc với toàn bộ mặt phẳng AKB đây. Bởi vì thầy cần chứng minh là nếu như một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì nó hiển nhiên vuông góc với tất cả đường thẳng nằm trong mặt phẳng đấy. Và mặt phẳng A KB đúng không? SC này này nó vuông góc với toàn bộ mặt phẳng AKB thì hiển nhiên SC này nó vuông góc với cạnh AK. Và SC này cũng vuông góc với cạnh BK. Đó. Đúng không? Đây làm gì? bởi vì chúng ta cần biết rằng là nếu như góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng là góc tạo bởi giữa hai đường thẳng cùng vuông góc với nhau tại một điểm đó là đường thẳng AK và đường thẳng KB cùng vuông góc với nhau tại điểm K và rõ ràng từ đấy thì mình sẽ suy ra góc tạo bởi giữa mặt phẳng SHC và mặt phẳng SBC đó là góc AKB góc này là góc vuông thì các bạn sẽ suy ra một điều cực kỳ chốt hạ đó là góc tạo bởi giữa mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBC đó là góc AKB là bằng 90 độ đó đúng không? AKB này các bạn nhìn thấy không AKB là bằng 90 độ đó nhìn thấy không nhìn thấy không các bạn hiểu không bây giờ chúng ta nhìn thấy đấy dạy các bạn nhá tiếp theo dấu cộng này tam giác akb là gì các bạn nghe thầy giảng này tam giác akb là gì là tam giác vuông tại k đúng không có cạnh kb kh là gì k là đường trung tuyến và cũng là đường cao nếu đây thầy đặt cạnh ab là x thì trong tam giác vuông thì đường trung tuyến nó bằng một phần hai cạnh nguyền Tức là các bạn để ý AKB là một tam giác vuông và thậm chí trong bài này là tam giác cân luôn. Lý do bởi vì AD vừa đường cao vừa đường trung tuyến. Đúng không? Đó thì các bạn sẽ suy ra thằng HK này bằng một nửa cạnh AB là bằng x trên 2. Đó là trong tam giác vuông đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền. Được chưa? Tiếp tục, tam giác ABC là một tam giác đều đúng không ạ thầy đã đặt từ đầu đặt cạnh AB bằng x thì cạnh HC nó là bằng x căn 3 trên 2 tam giác ABC là một tam giác đều mình đặt cạnh AB là bằng x thì HC là chiều cao trong tam giác đều là bằng x căn 3 trên 2 thì bây giờ điểm mấu chốt của chúng ta là các bạn xét cho thầy tam giác SHC vuông tại H có cạnh HK đường cao các bạn có cạnh SH rồi có cạnh HC rồi và có cạnh HK rồi chúng ta dùng hệ tức lượng trong tam giác này thì các bạn có 1 trên HK bình thì bằng 1 trên SH bình cộng 1 trên HC bình. Thay vào chúng ta có 1 trên HK bình nó sẽ bằng 4 trên X bình. Bằng 1 trên SH bình là bằng 4 trên 3 bình. Cộng 1 trên HC bình là 4 trên 3 bình tiếp. Được. 4 trên 3X bình xin lỗi bạn. 4 trên 3X bình. Đó, thì chúng ta kiểu gì em trả tiền một x đúng không ạ? Nếu như bạn nào mà nhầm tốt thì chúng ta nhầm luôn x bằng bao nhiêu? Nhầm đi, phải dạy dạy các bạn này. 4 x bình trừ 4 trên 3 x bình đúng không? Bằng 4 trên 3 bình. Đó, chúng ta có này nhá. Đầu 4 trừ cho 4 phần 3. 4 phần 3. Bằng 8 phần 3. 8 trên 3 x bình bằng 4 phần 3. X của chúng ta thì các bạn lấy gì nhỉ? Bằng mấy nhiêu các bạn? nhầm nhá 8 trên 3 x bình bằng 4 trên 3 bình và x của chúng ta bằng mấy các bạn 33 hết này đúng không bằng mấy ờ, bằng 2 đúng không ạ tóm lại là x bằng a căn 2 được chưa a căn 2 đúng không? Ạ? sau khi tìm x bằng a căn 2 thì các bạn sẽ suy ra thể tích của hình chóp luôn luôn tìm được chóp s abc nhá đây s chấm abc luôn luôn bằng 1 phần 3 diện tích đáy là diện tích tam giác ABC nhân chiều cao là nhân thẳng SH hiển nhiên chúng ta có 1/3 diện tích tam giác đều thì lấy một cạnh bình phương nhân căn 3/4 cạnh của chúng ta đây bình phương lên thầy có hai bình nhân căn 3/4 đúng không nhân thẳng chiều cao đây a căn 3/2 đó, các bạn tự nhầm đi Bằng bao nhiêu thì chắc là các bạn tự biết rồi đúng không 2 với 2 hết đi 3 với 3 là các bạn hết Nó còn lại mấy các bạn A mũ 3 trên 4 là a đó hay chưa? đó là câu số một bốn đó, các bạn cắp lại màn hình hoặc là chúng ta về nhà tí nữa chúng ta sẽ tự trình bày lại sau. câu này em xin gắn tọa độ <laughs> gắn tọa độ cũng không làm được đâu không ạ? À? tưởng là gắn tọa độ mà đơn giản à? <laughs> Đấy chưa? Chúng ta còn lại hai câu nữa nhưng mà thôi hai câu đấy thì về nhà các bạn tự ra làm nhé từ câu 49 câu 50. Bây giờ không đủ thời gian nữa. Thầy cũng cứ chịu các bạn quá chi tiết rồi nên không đủ thời gian chữa hai câu đấy. Nếu như còn đủ thời gian thì hôm sau thầy sẽ chữa tiếp cho các bạn sau. Nhưng mà thầy nghĩ là trong đề này mà các bạn được tầm 9,6 điểm hoặc 9,8 điểm là có tuyệt vời rồi, đúng không? Đề dự đoán chuẩn cấu trúc đề thi số 03. Thầy tin chắc là thông qua đề này chúng ta sẽ học hỏi rất là nhiều điều mang tính chất dự đoán về về đề, về cấu trúc, về mức độ và những dạng bài mà nó sẽ xuất hiện trong đề thi chính thức của bộ năm 2023. và thầy chúc cho toàn bộ tất cả các bạn chúng ta sẽ luôn luôn gặp nhiều mắn học tập được tốt thông qua cái đề này đúng chưa nào? bye bye các bạn nhé, chúc các bạn uh, buổi tối về và ngủ ngon nhé. Uhm, ok, <laughs> hôm nay chúng ta cũng cháy gần 3 tiếng rồi các bạn. chắc là thầy cũng rất là nhiệt huyết với các bạn rồi đúng không? tuần sau thì chúng ta sẽ có lịch học đầy đủ các bạn nhé. những bạn ở trong khoa học của thầy thì các bạn theo dõi lịch học vào uh, tuần sau thầy sẽ up ở trên fanpage cho mọi người có để là cùng theo dõi nhé. bye bye các bạn, chúc các bạn buổi tối về và ngủ ngon nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.